Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 144. 12 tia kiếm quang cứ thế vỡ nát, 12 thanh kiếm bị đánh lui, lúc này, một thanh kiếm bay tới trước giữa chân mày của ả ta, nhưng khi còn cách giữa chân mày của ả ta nửa tấc thì kiếm chợt dừng lại. Diệp Huyên cầm kiếm nhìn chằm chằm Hư Vô Tâm, cho dù hắn dùng sức thế nào, thanh kiếm cũng không thể tiến lên. Hư Vô Tâm cười khẽ, ả ta đột nhiên nâng tay phải, sau đó siết chặt lại. Trong nháy mắt, cả Diệp Huyên và thanh kiếm đều bay ra xa, lúc này, Hư Vô Tâm tiến lên một bước, đánh tới một quyền, quyền ấn đánh thẳng tới trước mặt Diệp Huyên vội vàng nâng kiếm đỡ lấy. Oanh! Diệp Huyên và thanh kiếm tiếp tục lùi lại mấy nghìn trượng. Diệp Huyên vừa mới dừng lại, không gian mấy vạn dặm xung quanh hắn đều nứt ra, mà quyền ấn của Hư Vô Tâm thì vẫn ở đó, chưa từng biến mất. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, bây giờ thân thể hắn rất yếu ớt, vì trước kia nó đã bị đánh vỡ, đạo thể của hắn gần như không còn. Diệp Huyên cũng không quá lệ thuộc vào thân thể, hắn nhìn về phía Hư Vô Tâm, Hư Vô Tâm cười nói, cảnh giới kiếm đạo của ngươi quá thấp, không thể uy hiếp đến ta. Diệp Huyên cười hỏi ngược lại, vậy sao? Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Hư Vô Tâm siết chặt tay phải. Lúc kiếm của Diệp Huyên chỉ cách giữa chân mày của nàng ta một tấc thì lại bị ngăn cản. Hư Vô Tâm nhìn Diệp Huyên, ta đối chiến với ngươi là áp đảo cảnh giới của chúng ta không cùng một đẳng cấp, ngươi hiểu chứ? Dứt lời, ả ta nhẹ nhàng vung tay phải. Không gian vạn trượng trước mặt ả ta lập tức trở thành hư vô, mà Diệp Huyên cũng đã xuất hiện ở chỗ cách đó vạn trượng. Hư Vô Tâm chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, Diệp công tử. Ta cảm thấy nên kết thúc rồi. Dứt lời, ả ta biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa thì đã ở ngay trước mặt Diệp Huyên. Vào lúc ả ta muốn giơ tay, Diệp Huyên đột nhiên nhếch miệng cười, 10 phân thân xuất hiện, hơn nữa 10 phân thân này không phải phân thân của hắn mà là của Tiểu Mộ. Tiểu Mộ đã đến rồi. Trước đây huyền kính thiên địa không thể sao chép Tiểu Mộ là vì cảnh giới của cô bé quá cao, vượt qua phạm vi của huyền kính thiên địa. Còn bây giờ có thể sao chép là vì sự phối hợp của Tiểu Mộ. Nếu người được sao chép chủ động phối hợp thì tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên cấp bậc quá cao thì vẫn không được, ví dụ như cô gái váy trắng, cho dù nàng có phối hợp, huyền kính thiên địa này cũng không thể sao chép nàng. Vì cảnh giới của cô gái váy trắng đã vượt khỏi sự hiểu biết của huyền kính thiên địa rồi. Khi 10 phân thân của Tiểu Mộ xuất hiện, Hư Vô Tâm lập tức nhíu mày, mà lúc này, một con dao găm đột nhiên xuất hiện ở gáy ả ta. Tiểu Mộ. Hư Vô Tâm siết chặt tay phải. Một tấm chắn vô hình chặn con dao găm của Tiểu Mộ lại, nhưng một khắc sau, tấm chắn kia cứ thế vỡ tan, mà lúc này, Hư Vô Tâm đã biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa, ả ta đã đứng ở chỗ cách đó mấy trăm trượng. Nơi gáy của Hư Vô Tâm xuất hiện một vết máu. Hư Vô Tâm nhìn Tiểu Mộ bên cạnh Diệp Huyên. Không hổ là sát thủ mạnh nhất. Lợi hại. Diệp Huyên vỗ nhẹ lên bả vai Tiểu Mộ chậm rãi biến mất. Sát thủ không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Diệp Huyên nhìn về phía Hư Vô Tâm cười nói, người của ta cũng đến rồi. Ả ta vừa nói xong, không gian sau lưng ả ta chợt rung lên. Diệp Huyên nhìn về phía sau lưng của Hư Vô Tâm, một lát sau, hắn đột nhiên lấy tiểu tháp ra, gọi người. Tiểu tháp ngây người mất một lúc, gọi ai? Diệp Huyên đáp, người gọi bừa vài người đến đi. Tiểu tháp dãy này, tiểu chủ, người cho rằng ta là tiểu bạch sao? Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, ta chỉ là một cái tháp, ta chỉ là một cái tháp, ta chỉ là một cái tháp. Diệp Huyên nhìn sau lưng Hư Vô Tâm, nét mặt càng trở nên nặng nề hơn, tiểu tháp, nếu ngươi không gọi người, ta sẽ tự bạo cùng với ngươi luôn. Chết tiệt! Tiểu tháp nhảy lên, tiểu chủ, chúng ta không nên làm thế, xin người tôn trọng ta một chút, ta cũng có nhân quyền, à không tháp quyền mà. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại ca, người nhất định phải gọi trợ thủ tới cho ta. Nếu không, hôm nay chúng ta sẽ phải chết ở đây đó. Tiểu tháp im lặng. Diệp Huyên nhìn những cường giả của bất tử đế tộc ở xung quanh, trong mắt cường giả của bất tử đế tộc đều không có vẻ sợ hãi. Mọi người đều biết là không đánh lại, nhưng tất cả mọi người đều không hề sợ hãi. Chiến ý. Gia tộc này có thể chết, có thể bị diệt tộc,
nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Nhìn thấy chiến ý trong mắt các cường giả của bất tử đế tộc, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hắn chợt hét lên, hôm nay, ta và mọi người đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Vô số cường giả trong bất tử đế tộc cũng đồng loạt hét to. Âm thanh như sấm rền, chấn động tận trời. Khí thế bừng bừng. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía hư vô tâm. Sau lưng hư vô tâm xuất hiện rất nhiều cường giả mặc giáp đen. Bọn họ mặc áo giáp đen nhánh, không biết làm từ vật liệu gì, bóng loáng như gương, ánh sáng lượn quanh. Trong tay những cường giả áo giáp đen này đều đang cầm trường mâu. Khoảng hơn 10.000. Mà cảnh giới thấp nhất của bọn họ cũng là phàm cảnh. 10.000 phàm cảnh. Đội ngũ này, chỉ có thể miêu tả bằng từ đáng sợ. Mà 12 người cầm lưỡi hái sau lưng hư vô tâm thì đều là cường giả diệt phàm cảnh. Trận thế hoàn toàn áp đảo bất tử đế tộc. Hư vô tâm nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ta có thể nhìn thấy nỗi khiếp sợ từ trong mắt ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi biết, cái ngươi nhìn thấy bây giờ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm hư vô tộc ta thôi. Dù hư vô tộc ta bị nhốt ở hư vô giới, nhưng chúng ta cũng không lãng phí thời gian mười mấy vạn năm. Thù hận khiến hư vô tộc ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Huyên nhìn ngọn tháp trong tay, tiểu tháp, đi tìm phụ thân của ta. Bảo ông ấy trả thù cho ta. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư vô tâm, cười gằn, không cần nói nhảm nhiều thế làm gì, bắt đầu chiến đấu đi. Sau đó, hắn lập tức biến thành một tia kiếm quang xông về phía trước. Đông Lý Tịnh ở bên dưới cất lời, chiến đấu tới người cuối cùng. Sau đó, bà cũng lao lên. Bên dưới, vô số cường giả bất tử đế tộc đồng loạt bay lên. Chiến đấu. Nếu thua trong trận chiến này, bất tử đế tộc sẽ bị tiêu diệt. Bất tử đế tộc không còn sự lựa chọn khác, chỉ có thể đấu một trận thôi. Diệp Huyên ở phía trước lập tức kích hoạt huyết mạch phong ma, vào khoảnh khắc huyết mạch được kích hoạt, cả chân trời đều biến thành một biển máu. Nét mặt hư vô tâm không chút cảm xúc, giết. Vừa dứt lời, 12 người áo đen sau lưng ả ta lập tức xông lên, mục tiêu của bọn họ không phải Diệp Huyên, mà là những cường giả bất tử đế tộc bên dưới. Diệp Huyên để phân thân của tiểu mộ chắn trước mặt bọn họ, bất tử đế tộc hoàn toàn không thể chống lại những cường giả thế này. Nếu hắn không ngăn cản những người này, bọn họ sẽ đem đến thương tổn mang tính hủy diệt cho bất tử đế tộc. Dù những phân thân kia chỉ có không đến 6 phần thực lực của tiểu mộ, nhưng nó cũng cực kỳ đáng sợ. 10 phân thân cứ thế áp đảo những người áo đen kia. Diệp Huyên lao đến trước mặt hư vô tâm, chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này mạnh hơn trước đó rất nhiều, vì nó có huyết mạch phong ma phụ trợ thêm. Nét mặt hư vô tâm rất bình tĩnh, ả ta nhẹ nhàng nắm chặt tay phải. Oanh! Một tấm chắn vô hình lập tức ngăn kiếm của Diệp Huyên lại, không gian xung quanh hai người thoáng chốc nổ tung, nhưng không gian chỗ hư vô tâm đứng lại không bị làm sao cả. Lúc này, Diệp Huyên lại chém một phát. Hư vô tâm cũng đánh ra một quyền. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài, hư vô tâm cũng lùi lại mấy chục trượng, ả ta vừa dừng lại. Một thanh phi kiếm đột nhiên phá không chém tới từ phía xa. Hư vô tâm tiến về phía trước một bước, lại đánh tới một quyền thẳng lên trên phi kiếm. Oanh! Phi kiếm bị quyền ấn làm cho dừng lại, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt hư vô tâm tựa như bóng ma, nhưng tốc độ của hư vô tâm càng nhanh hơn, ả giơ đầu gối về phía trước. Cú thúc này khiến không gian trước mặt ả ta sụp đổ, Diệp Huyên bị thúc bay ra ngoài. Nhưng một khắc sau, lại có một thanh kiếm chém tới. Hư vô tâm đột nhiên giơ tay phải về phía trước, sau đó kẹp hai ngón tay lại. Oanh! Giữa hai ngón tay có một tia kiếm quang xuất hiện. Hai ngón tay của ả ta cố sức kẹp lấy mũi kiếm của Diệp Huyên. Hư vô tâm thuận thế giữ lấy kiếm của Diệp Huyên, sau đó chém một phát về phía trước. Vụt! Một tia kiếm khí vạn trượng đột nhiên rơi xuống từ trên trời. Chém thẳng về phía Diệp Huyên. Chiêu kiếm như muốn bổ đôi vũ trụ. Diệp Huyên không dám đỡ chiêu kiếm này, vì bây giờ hắn không phải là kiếm thể, hắn mở tay phải, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn cũng chém tới một kiếm. Dùng kiếm đỡ kiếm. Một tia kiếm khí màu máu bay lên cao.
hai tia kiếm khí vừa mới chạm vào nhau đã lập tức nổ tung, vô số kiếm khí bắn tung tóe, không gian mấy vạn trượng cũng vỡ nát. Hư Vô Tâm đang muốn ra tay một lần nữa thì ả ta đột nhiên nhíu mày, vì những cường giả mặc áo giáp đen của hư vô tộc đang lần lượt ngã xuống. Sát thủ! Diệp Huyên không bảo Tiểu Mộ giết Hư Vô Tâm, mà lại bảo cô bé đi giết những cường giả giáp đen kia, vì làm thế, tổn thất của bất tử đế tộc có thể giảm đến mức thấp nhất. Thấy Tiểu Mộ điên cuồng tàn sát cường giả của hư vô tộc, Hư Vô Tâm xa sầm mặt, ở đây ngoài ả ta, không còn ai có thể ngăn cản Tiểu Mộ cả. Dù là ả ta cũng phải vô cùng cẩn thận. Hư Vô Tâm quay đầu nhìn về phía xa, nếu các ngươi không ngăn cản nàng, ta sẽ lập tức rút lui. Sau một hồi yên tĩnh, không gian phía xa đột nhiên có những bóng đen xuất hiện, một khắc sau, những bóng đen này lại biến mất. Sát thủ. Những sát thủ này đều không phải người của hư vô tộc, mà là do pháp tắc vũ trụ âm thầm đào tạo, chỉ có bọn họ mới có thể chống lại Tiểu Mộ thôi. Khi những sát thủ thần bí này biến mất, Tiểu Mộ bên dưới đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Những sát thủ kia cũng biến mất theo. Nhưng sau đó lại có cường giả của hư vô tộc bỏ mạng. Là Tiểu Mộ ra tay, nhưng sau khi giết chết một người, Tiểu Mộ sẽ lập tức bỏ chạy, hoàn toàn không cho những sát thủ kia có cơ hội ngăn cản. Thấy cảnh này, Hư Vô Tâm xa sầm mặt, các ngươi đi giết người của bất tử đế tộc đi. Những sát thủ kia lập tức quay đầu đối phó với cường giả của bất tử đế tộc. Thấy cảnh này, Diệp Huyên xa sầm mặt, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể để Tiểu Mộ đi ngăn cản bọn họ. Dù Tiểu Mộ ngăn cản được những sát thủ này, nhưng nàng cũng bị kiềm chế. Tình thế càng bất lợi hơn với bất tử đế tộc. Trên không trung, Hư Vô Tâm nhìn về phía Diệp Huyên. Ả ta vừa định lên tiếng thì Diệp Huyên chợt giẫm chân phải, biến thành một tia kiếm quang màu máu bay đi. Hắn muốn giết chết Hư Vô Tâm này. Hư Vô Tâm cười khẩy, tiến một bước về phía trước, sau đó đánh ra một quyền. Oanh! Cú đấm cứ thế chặn Diệp Huyên lại. Diệp Huyên đang muốn ra tay muốn lần nữa thì Hư Vô Tâm đột nhiên xông lên, đánh một quyền về phía cổ họng của hắn với tốc độ cực nhanh. Diệp Huyên theo bản năng né người, tránh thoát được cú đấm này, nhưng một khắc sau, Hư Vô Tâm lại vung tay phải đấm tới. Ầm! Một cú đấm khiến không gian biến thành hư vô. Diệp Huyên cũng lùi lại cả trăm trượng. Dày xuyên thời không? Hư Vô Tâm nhìn Diệp Huyên, xem ra hơi khinh thường ngươi rồi. Dứt lời, ả ta đột nhiên lao về phía trước. Ầm! Không gian trước mặt Diệp Huyên nổ tung, một quyền ấn đánh tới từ đối diện. Diệp Huyên nở nụ cười dữ tợn, hắn bước ra một bước, kiếm vực bao phủ lấy Hư Vô Tâm, cùng lúc đó, hắn lại rút kiếm chém một phát. Lúc kiếm chém ra, một vùng huyết quang cứ thế bao phủ lấy hắn và Hư Vô Tâm. Oanh! Một tiếng nổ tựa như sấm vang lên, vô số huyết quang và kiếm quang bắn tung tóe khắp nơi, Diệp Huyên cũng lập tức bị đánh bay. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Huyên có máu tươi chậm rãi chảy xuống. Trên má phải của Hư Vô Tâm ở phía xa cũng xuất hiện một vết kiếm. Hư Vô Tâm sờ nhẹ lên gò má mình, ả ta nhìn giọt máu tươi ở đầu ngón tay, cười khẽ nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, ta thật sự đánh giá ngươi quá thấp rồi. Với cảnh giới của ngươi mà có thể bất phân thắng bại với ta, thật sự quá ghê gớm. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, ngươi nhiều lời quá. Chúng ta đang quyết chiến sinh tử, không phải đang nói chuyện yêu đương. Dứt lời, hắn lại xông lên. Vụt! Một tia kiếm quang màu máu lóe lên. Hư Vô Tâm bay lên đánh ra một quyền. Ầm! Diệp Huyên bị đánh lùi về vị trí ban đầu, không gian trước mặt hắn đã vỡ tan. Lúc này, Hư Vô Tâm lại đánh tiếp một quyền nữa. Quyền ấn thoáng chốc đánh tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức sử dụng dày xuyên thời không, mà lúc này, Hư Vô Tâm lại đánh một quyền về phía bên phải. Ầm! Một vùng không gian vỡ nát, Diệp Huyên lùi lại mấy trăm trượng, hắn vừa mới dừng lại, đang định ra tay thì hắn như phát hiện điều gì đó, chợt quay đầu lại, phía xa, vô số người của bất tử đế tộc đang lần lượt chết đi. Tiểu Mộ bị giữ chân, lúc này bất tử đế tộc đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Nếu không vì rất nhiều cường giả của bất tử đế tộc có huyết mạch bất tử cường đại, thì e rằng đã có nhiều người chết hơn thế này rồi. Thấy bất tử đế tộc rơi vào thế yếu,
Diệp Huyên sa sầm mặt, hắn nhìn về phía Tiểu Mộ, lúc này, ngay cả hắn cũng không cảm nhận được cô bé, hắn chỉ biết có ít nhất 20 sát thủ siêu cấp đang giữ chân cô bé. Tiểu Mộ hoàn toàn không thể thoát thân. Lúc này, không gian xung quanh đột nhiên nứt ra, một khắc sau, mấy trăm cường giả áo đen xuất hiện. Khi nhìn thấy những cường giả áo đen này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên tái nhợt. Thấp nhất cũng là phá phàm cảnh. Sao hư vô tộc lại có nhiều phá phàm cảnh thế này? Bên dưới, lúc nhìn thấy nhiều phá phàm cảnh như thế, sắc mặt Đông Lý Tịnh cũng thoáng chốc trở nên tái nhợt. Một lát sau, trong mắt bà lộ vẻ quyết tâm, bà nhìn về phía Diệp Huyên, bất tử đế tộc không thể che chở ngươi được nữa. Sau này phải tự bảo vệ tốt cho mình. Dứt lời, bà quay đầu nhìn về phía những cường giả của bất tử đế tộc, hét to, tất cả cường giả cấp bậc trưởng lão của bất tử đế tộc ta lập tức tự bạo, cho dù chúng ta chết cũng không thể để cho người khác nuốt chửng huyết mạch của mình được. Người còn huyết mạch còn, người mất huyết mạch mất. Dứt lời, bà lập tức xoay người lao về phía những cường giả của hư vô tộc kia. Thân thể bà đang bốc cháy, từng hơi thở mạnh mẽ không ngừng xông ra từ trong người bà. Tự bạo. Thấy cảnh này, Diệp Huyên trợn to mắt, tộc trưởng. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại bị hư vô tâm chặn ngang. Giọng nói của Đông Lý Tịnh lại vang lên, Diệp Huyên, mong ngươi có thể để bất tử đế tộc tiếp tục truyền thừa. Nói xong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tiếng nổ như sấm đột nhiên vang vọng, cả tinh không rung động. Lúc này, tất cả cường giả của bất tử đế tộc đều ngây người. Tộc trưởng không còn nữa. Bên dưới, Đông Lý Chiến nhìn không gian phái chân trời nổ tung với ánh mắt đờ đẫn. Sau một hồi im lặng, ông ta nói tất cả bất tử thiết kỵ binh xuất chiến. Một đội kỵ binh sau lưng Đông Lý Chiến lập tức xông lên. Kỵ binh thống lĩnh đi đầu hét to, tất cả mọi người, tự bảo. Ầm 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 ầm. Những tiếng nổ to không ngừng vang vọng phía chân trời. Cường giả hư vô tộc vội lùi về sau. Bên dưới, Đông Lý Chiến nhìn về phía chân trời, mặt không cảm xúc, tất cả mọi người, xuất chiến. Lúc này, ngoài thế hệ trẻ của bất tử đế tộc, tất cả cường giả đều xông lên. Tất cả ảnh tử vệ, tự bảo. Tất cả bất tử đạo binh, tự bảo. Tất cả võ thần vệ, tự bảo. Tất cả ngự thần vệ, tự bảo. Đông Lý Chiến, lão tử đi trước một bước. Tịnh tộc trưởng, chúng ta đến đây. Bất tử đế tộc ta không có kẻ hèn nhát, ha 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 ha. Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm. Những hồn mộc trong hồn điện của bất tử đế tộc lần lượt nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục nghìn hồn bài đã biến mất. Trong điện trống rỗng. Người còn huyết mạch còn. Người mất huyết mạch mất. Xung quanh, từng cường giả bất tử đế tộc dần chết đi. Trong tình huống có quá nhiều cường giả tự bạo như thế, nhóm cường giả hư vô tộc cũng phải liên tục bại lui. Bởi vì sức mạnh sau khi tự bạo của họ thật sự quá mức mạnh mẽ. Đó là đòn tối hậu của vô số cường giả bất tử đế tộc. Tất cả cường giả hư vô tộc đều phải lùi lại, chọn cách tạm thời tránh mũi nhọn. Thấy được từng cường giả bất tử đế tộc đang đua nhau tự bạo rồi chết, Diệp Huyên lòng đau như cắt, hắn điên cuồng vung kiếm. Từng luồng kiếm quang màu đỏ ngòm không ngừng chém về phía hư vô tâm. Lúc này hư vệ tâm cũng không chọn cách cứng chơi cứng nữa, mà là vừa đánh vừa lùi. Bởi vậy Diệp Huyên chẳng có lấy một cơ hội nhỏ nhoi nào cả. Đợt tự bạo này rằng có được gần một phút, toàn bộ tinh vực bất tử như đang hứng chịu một trận động đất kịch liệt, vô số cường giả nhìn về phía bất tử giới, trong mắt ngập tràn sự hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi tất cả yên tĩnh lại, trong bất tử giới chỉ còn sót lại một nhóm người trẻ tuổi. Không đến 100. Toàn bộ đều là thiên tài cùng yêu nghiệt của bất tử đế tộc. Lúc này, Đông Lý Chiến nhìn về phía Diệp Huyên ở nơi chân trời, chăm sóc bọn họ cho tốt. Nói rồi, ông ấy cũng chậm rãi bước về phía đám cường giả hư vô tộc ở phía xa kia. Diệp Huyên gào lên, không. Dứt lời. Hắn liền muốn chạy đến ngăn Đông Lý Chiến lại, nhưng lúc này Đông Lý Chiến đột nhiên khẽ nói, Diệp Huyên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là tộc trưởng bất tử đế tộc, chăm sóc đám nhóc này cho tốt đấy. Nói xong, ông ấy nhìn về phía xa xa, bỗng cười nói, các huynh đệ, ta đến đây.
Đông Lý Chiến lập tức tự bạo, lấy ông ấy làm trung tâm, không gian trong vòng mấy nghìn trượng xung quanh nháy mắt đã hóa thành một mảnh hư vô. Thấy cảnh này, cả người Diệp Huyên chợt trở nên trống rỗng. Mà phía dưới, nhóm người trẻ tuổi còn sót lại của bất tử đế tộc cũng hóa đá tại chỗ. Lúc này đây, ánh mắt của bọn họ đều trở nên mê man. Lúc trước, bọn họ là thiên tài của bất tử đế tộc, là đối tượng bồi dưỡng trọng tâm toàn tộc, có chuyện gì cũng có thể đẩy gia tộc ra gánh giúp. Mà lúc này đây, toàn bộ bất tử đế tộc chỉ còn lại bọn họ. Làm sao bây giờ? Ngay khoảnh khắc này, trong mắt của nhóm được xưng là thiên tài yêu nghiệt ngoại trừ mê man, còn có cả tuyệt vọng. Tất cả trưởng lão cùng người thân nhất đều đã chết hết. Chỉ còn lại bọn họ. Ở nơi xa, hư vô tâm nhìn bất tử giới trống rỗng ở trước mắt, im lặng không nói gì. Tất cả cường giả hư vô tộc lúc này đây đều vô cùng chấn động ở trong lòng. Bọn họ không ngờ rằng bất tử đế tộc lại quyết tuyệt đến mức ấy, toàn bộ đều chọn tự bảo. Không một ai bỏ trốn. Lúc này, hư vô tâm bỗng khẽ ói, là một bộ tộc đáng được tôn trọng. Nói rồi, ả ta nhìn nhóm thiên tài cùng yêu nghiệt của bất tử đế tộc ở phía dưới, bắt sống bọn họ. Những người trước mắt này đều là hạt nhân của bất tử đế tộc, nắm giữ huyết mạch bất tử tinh khiết nhất. Tuy là ít, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Nghe hư vô tâm nói thế, những cường giả hư vô tộc ở xung quanh liền bay thẳng đến chỗ của nhóm thiên tài bất tử đế tộc kia. Ở phía dưới, Đông Lý Thanh dẫn đầu bỗng gào lên, tất cả mọi người chuẩn bị. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Đông Lý Thanh. Đông Lý Thanh nhìn Diệp Huyên, hai mắt đã đỏ oạch, các tộc trưởng đều đã chết hết. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Nói rồi. Hắn xoay người nhìn về phía đám cường giả hư vô tộc đang xông đến kia, các ngươi nghe theo ta, sau khi ta chết thì các ngươi mới được tự bảo, nếu ta chưa chết, ta cấm việc tự bảo đấy. Nói rồi, hắn liền xông lên trên. Trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên bốc lên một luồng hỏa diễm. Không phải thiêu đốt linh hồn, mà là thiêu đốt tuổi thọ. Hắn còn có một lá bài tẩy, đó chính là mệnh kiếm. Thiêu đốt tuổi thọ sẽ nhận được sức mạnh to lớn. Theo tuổi thọ dần bị thiêu đốt, khí tức trên người Diệp Huyên ngày càng mạnh, cùng lúc đó, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn cũng sôi sục lên. Càng ngày càng phong ma. Có điều hắn vẫn luôn giữ mình không hoàn toàn tiến vào phong ma. Bởi vì nếu hắn triệt để phong ma, vậy những người trẻ tuổi bất tử đế tộc sau lưng hắn đều phải chết. Thấy Diệp Huyên thiêu đốt tuổi thọ, hư vô tâm trao mày lại. Ả ta chậm rãi siết tay, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt! Một mảnh huyết quang lóe lên giữa không trung. Một nhóm cường giả hư vô tộc đang xông lên trước nhất lập tức bị chém giết. Mà lúc này, hư vô tâm đột nhiên biến mất. Phía xa xa, Diệp Huyên bỗng chém một kiếm xuống. Một luồng kiếm quang mạnh mẽ ép hư vô tâm phải dừng lại. Hư vô tâm nhìn Diệp Huyên, các ngươi đi tóm những kẻ kia lại, ta sẽ ngăn hắn. Ả ta vừa dứt lời, những cường giả hư vô tộc ở phía sau lập tức lao đến chỗ nhóm thiên tài bất tử đế tộc sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định ra tay, nhưng hư vô tâm đã vọt lên trước đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Đúng lúc này, một con yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cùng kỳ. Cùng kỳ lập tức vồ một cái xuống. Hư vô tâm liền bị đẩy lùi ra ngoài hơn nghìn trượng. Mà lúc này đây, Diệp Huyên đã vọt tới trước mặt đám người Đông Lý Thanh, hắn bỗng gào lên, kiếm linh trong tay hắn liền bay ra, chỉ chốc lát, một thanh phi kiếm đỏ lòm đã cắt phá trời cao, xé nát tất cả. Xoẹt 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 xoẹt. Từng cái đầu đầm đìa máu tươi không ngừng rơi xuống ở nơi chân trời. Thấy cảnh này, đám cường giả hư vô tộc bỗng chốc khựng lại, lúc này đây. Diệp Huyên giống hệt một vị sát thần. Khí tức Diệp Huyên còn đang càng lúc càng mạnh lên. Hắn vẫn đang thiêu đốt tuổi thọ. Sau khi hắn đột phá cảnh giới, tuổi thọ đã hơn một vạn, mà lúc này đây, hắn đã sắp thiêu đốt hết 1.000 năm tuổi thọ. Điên cuồng thiêu đốt. Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào những cường giả hư vô tộc kia, trong mắt hắn giờ là cả một biển máu. Lúc này đây sát ý của hắn đã đạt đến cực hạn. Giết người.
Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không thể hoàn toàn phong ma được. Hắn còn có người cần phải bảo vệ. Cho dù có chết, cũng phải đưa những thiên tài bất tử đế tộc này đến chỗ an toàn rồi mới được chết. Những người này là hy vọng cuối cùng của bất tử đế tộc. Cho dù là thế nào đi nữa, cũng phải để bất tử đế tộc tiếp tục truyền thừa. Nếu không thì cho dù có chết hắn cũng không tha thứ cho bản thân. Hư Vô Tâm ở phía xa nhìn cùng kỳ đối diện, trong mắt ánh lên tia nghiêm nghị. Con yêu thú này vô cùng mạnh mẽ. Cùng kỳ nhìn Hư Vô Tâm, tiểu tháp, cất đám nhóc đó vào trong tháp đi. Lúc này, tiểu tháp xuất hiện trước mặt những thiên tài bất tử đế tộc, nhưng Đông Lý Thanh lại lắc đầu, chúng ta không đi. Diệp Huyền đột nhiên xoay người lại hét lên, đi. Đông Lý Thanh nhìn Diệp Huyền, trong mắt đã đỏ hoe, tộc trưởng và các trưởng lão đều đã chết hết. Bọn họ đều đã chết trận rồi, sao chúng ta có thể trốn được? Lẽ nào chỉ vì truyền thừa thôi sao? Bọn họ đã chết hết rồi đấy. Chúng ta cho dù có truyền thừa tiếp đi nữa thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa chúng ta căn bản không thể chấn hưng lại bất tử đế tộc được, chỉ có ngươi mới làm được thôi, vì thế người cần phải sống là ngươi, người sống sót, bất tử đế tộc mới có hy vọng. Chúng ta có sống cũng chẳng có nghĩa lý gì. Diệp Huyên đột nhiên xoay người đi đến trước mặt Đông Lý Thanh, hắn túm lấy cổ áo của Đông Lý Thanh rồi gằn giọng lên nói, bây giờ ta là tộc trưởng. Đông Lý Thanh, hiện tại ta ra lệnh cho các ngươi phải tiến vào tháp hết. Nếu ta chết đi thì mới đến lượt ngươi làm tộc trưởng bất tử đế tộc, khi đó ngươi mới được chọn có tự bạo theo tiền bối đi trước hay không. Nhưng ta nói cho ngươi biết, các ngươi tự bạo cũng chẳng có tác dụng gì, các ngươi còn không kéo thêm được bất kỳ kẻ nào chết chung nữa là, bởi vì các ngươi quá yếu. Cho dù có tự bạo thì có thể trở nên mạnh mẽ hơn một tí rồi hẳn tự bạo được không? Quá yếu, sắc mặt đám người Đông Lý Thanh đều trở nên cực kỳ khó coi. Như Diệp Huyên nói, bọn họ có tự bạo cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì bọn họ có tự bạo cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào cho đám cường giả hư vô tộc cả. Lúc này, Cùng Kỳ ở phía xa bỗng nói, đám nhóc bất tử đế tộc kia, đừng giãy nãy nữa, mau vào tháp nhanh. Diệp Huyên gào lên, tất cả các ngươi lập tức đi vào tháp. Phàm là ai không nghe theo, ta sẽ lập tức trục xuất khỏi bất tử đế tộc, vĩnh viễn không được trở lại. Nghe thế, nhóm người trẻ của bất tử đế tộc đều biến sắc. Trục xuất khỏi bất tử đế tộc. Thế còn đáng sợ hơn là giết chết bọn họ. Đông Lý Thanh nhìn Diệp Huyên, nước mắt không cầm được nữa, tộc trưởng, nhất định phải sống sót. Nói xong. Y liền dẫn cường giả bất tử đế tộc còn lại đi vào trong tiểu tháp. Cùng Kỳ nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi mang tiểu tháp đi đi, ta cản chúng lại cho. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, một mình người không cản được bọn chúng đâu. Nói xong, hắn nhìn tiểu tháp, dẫn bọn họ đi tìm cha ta, nói ông ấy là nếu ta chết thì bất tử đế tộc xin cậy nhờ vào ông ấy. Tiểu tháp run giọng, tiểu chủ. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, đi mau. Nói rồi, hắn lập tức nắm lấy tiểu tháp ném về phía chân trời. Xoẹt! Tiểu tháp liền hóa thành một luồng sáng vàng biến mất ở điểm cuối tinh không. Diệp Huyên xoay người nhìn những cường giả hư vô tộc kia, huyết dịch trong người hắn đang sôi trào lên. Bây giờ hắn xuống tay được rồi. Cùng Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, thế nào, chuẩn bị đánh đến chết ở đây à? Diệp Huyên khẽ nói, tiền bối, có phải so với cha ta? Ta vô dụng lắm đúng không? Cùng Kỳ nhìn đám cường giả hư vô tộc, tại sao lại nói thế? Ông ấy mạnh như vậy, mà ta lại kém cỏi đến thế. Ban nãy ta đã nghĩ kỹ hết rồi, nếu không phải nhờ ông ấy và Thanh Nhi, không biết ta đã chết ở xó xỉnh nào từ xa xưa rồi. Mà bây giờ bọn họ không xuất hiện, ta mới phát hiện rằng, một mình ta chẳng bảo vệ được thứ gì cả. Cùng Kỳ im lặng một lát rồi nói, có biết người khác cha mình chỗ nào nhất không? Diệp Huyên lắc đầu. Cùng Kỳ nói, cha ngươi là một người tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn, y ác với người khác, càng ác với bản thân hơn. Y căn bản là đi đến đâu giết đến đó. Tính cách trước đây của y thật sự rất cực đoan, gần như không tin tưởng ai cả. Có thể nói đường y đi gập ghềnh, hơn nửa nguyên nhân là do chính y gây nên. Nói đến đây, nó dừng một chút rồi mới tiếp lời, mà ngươi thì không như thế, thứ ngươi khác với y nhất là ngươi phải chịu quá nhiều nhân quả tai ách mà đáng lý ở tuổi này không cần phải nhận. Trên người ngươi có rất nhiều nhân quả,
là do phụ thân và thiên mệnh mang đến cho ngươi, mà không chỉ bọn họ, còn rất rất nhiều người ngươi không biết nữa. Ví như hư vô tộc này, tại sao hư vô tộc lại nhắm vào ngươi và bất tử đế tộc? Là vì ngươi à? Không, là vì trong cơ thể ngươi có người thần bí kia, ngoài hư vô tộc này ra còn có pháp tắc vũ trụ. Những ân oán này suy cho cùng không hề liên quan gì đến ngươi. Nói rồi nó lại nhìn về phía Diệp Huyên, năm đó cha ngươi thảm là y tự làm tự chịu, mà ngươi thảm lại đa phần vì y tạo nên cho ngươi. Năm đó y tạo sát nghiệt, tất cả nhân quả đều không dính vào y, nhưng không có nghĩa là con trai y cũng thoát được đống nhân quả đó. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, tiền bối, nếu hôm nay ta chết ở đây, xin người hãy chuyển lời đến cho cha ta, nếu sau này ông ấy còn sinh con thì hãy chăm sóc con cái cho thật tốt. Nuôi thả không hề sai, nhưng tuổi ấu thơ nếu có phụ mẫu kề bên làm bạn, thì thật sự rất hạnh phúc. Nói rồi, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ rồi nhếch miệng cười, khi còn bé ở Thanh Thành, ta ghét nhất người khác gọi mình là con hoang. Còn nữa, sau khi ta chết đi, đừng để ông ấy và Thanh Nhi nghịch đảo luân hồi cho ta. Nhân gian này quá khổ, ta không muốn sống lại một lần nữa. Nói xong, hắn đi về phía những cường giả hư vô tộc ở phía xa xa kia. Không muốn sống nữa. Diệp Huyên lúc này đây đã mất hết niềm tin, tuổi thọ của hắn cũng đang bị thiêu đốt điên cuồng. Cùng Kỳ nhìn Diệp Huyên, chỉ im lặng không nói gì. Nó biết Diệp Huyên căn bản không có ý định sống nữa. Nghĩ tới đây, Cùng Kỳ khẽ thở dài, sự diệt vong của bất tử đế tộc đã tạo nên đả kích quá lớn với đứa trẻ này. Phía xa, hư vô tâm nhìn Diệp Huyên đang bước tới, khẽ siết tay phải lại. Với thực lực hiện tại của hư vô tộc, muốn giết Diệp Huyên thật sự là quá đơn giản. Cho dù có một vài người đến giúp hắn thì cũng không phải chuyện gì quá đáng lo. Hư vô tâm nói, giết. Ta vừa dứt lời, hơn 10 bóng đen đột nhiên lao về phía Diệp Huyên. Mà bản thân hư vô tâm cũng biến mất ngay tại chỗ. Ta buộc phải ra tay, nếu không người bình thường căn bản không làm gì được Diệp Huyên. Xa xa, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên dữ tợn, hắn cầm kiếm cho vào vỏ, rồi đột nhiên rút ra. Vèo. Một tiếng kiếm ngân phóng thẳng lên trời. Ầm. Một luồng kiếm quang đỏ lòm chợt nổ ra trước mặt Diệp Huyên, hư vô tâm đang cầm đầu xông lên liền bị chiêu kiếm này chém lùi, mà trong nháy mắt khi ta lùi lại đó, Diệp Huyên đã biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt. Một luồng kiếm quang đỏ lòm khác chợt lóe lên, gần như cùng lúc đó, mười mấy cái đầu đầm đìa máu tươi bay ra ngoài. Giết trong nháy mắt. Lúc này đây, cường giả phá phàm cảnh căn bản đã không còn đỡ nổi một chiêu kiếm của Diệp Huyên. Sau khi chém chết những cường giả phá phàm cảnh kia, Diệp Huyên nhấc kiếm đi về phía hư vô tâm, mà lúc này đây, hắn đã hoàn toàn phong ma. Không giữ lại chút linh trí nào. Như đã nói với Cùng Kỳ, hắn đã để tiểu tháp dẫn nhóm thiên tài bất tử đế tộc đó đi rồi, nên hắn cũng không nghĩ đến chuyện sống sót nữa. Hắn sẽ ở đây ngăn cản những người này để tiểu tháp chạy thoát. Hư vô tâm đột nhiên nói, A Lâm, người dẫn người đuổi theo cái tháp kia đi. Ta vừa nói xong, một người đàn ông trung niên liền dẫn hơn 10 thuộc hạ chạy đuổi theo về phía chân trời. Diệp Huyên định ra tay thì đúng lúc này, hư vô tâm đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ta thụi cùi trỏ về phía hắn, nhưng Diệp Huyên đã biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Hư vô tâm đánh hụt một đòn, không gian liền vỡ vụn. Ta lập tức xoay đầu lại, ở phía chân trời, một mảnh huyết quang đã bao trùm xuống, nơi đấy liền xuất hiện mười mấy bộ xác chết chậm rãi rơi xuống. Giết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, hư vô tâm cau mày lại, ta nhìn Diệp Huyên ở trong tinh không kia, lúc này đây mới phát hiện thực lực của Diệp Huyên đã tăng lên không chỉ một hai lần. Diệp Huyên bây giờ rất mạnh. Tất nhiên là vì hắn đang đánh đổi với tuổi thọ của mình. Hư vô tâm đột nhiên nói, Huyền Âm trưởng lão, người cản hắn lại. Vâng. Một ông lão đột nhiên bước ra từ phía sau hư vô tâm, rồi sau đó vọt thẳng về phía Diệp Huyên. Một vị siêu thần cảnh. Vốn mục tiêu của lão là người đứng sau Diệp Huyên, nhưng bây giờ lại chẳng có ai chịu đứng ra chống lưng cho Diệp Huyên hết. Phía chân trời, Diệp Huyên lại chém xuống một kiếm. Ầm. Một luồng kiếm khí màu đỏ giáng xuống từ trên không ép ông lão kia phải dừng lại, thế nhưng một khắc sau,
ông lão liền phá vỡ kiếm quang, lần nữa xông về phía Diệp Huyên. Sau khi thấy Huyền Âm trưởng lão đến ngăn cản Diệp Huyên, Hư Vô Tâm nhìn về phía Cùng Kỳ liền thả người nhảy lên. Âm! Toàn bộ bất tử giới phải rung lên. Hư Vô Tâm híp mắt lại, đại trưởng lão. Vừa nói xong, một ông lão áo bào đen đột nhiên bay ra từ phía sau ả, ông lão chắp hai tay lại với nhau, thiên địa ngự thủ. Âm! Một lá chắn vô hình đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, ngăn lại bước tiến của Cùng Kỳ, thế nhưng trong nháy mắt khi Cùng Kỳ húc vào lá chắn đó, nó lập tức rạn nứt. Hư Vô Tâm nhìn Cùng Kỳ ở phía trên rồi hét lên, các ngươi ngăn nó lại. Nói xong, ả ta liền biến mất không thấy đâu. Trong một vùng tinh không nào đó, tiểu tháp lao nhanh một đường. Tìm chủ nhân. Nó biết, chỉ có chủ nhân mới có thể bảo vệ những tộc nhân của bất tử đế tộc này. Hơn nữa, nó còn muốn tìm chủ nhân để đến cứu Diệp Huyên. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu tháp. Tiểu tháp đành dừng lại. Cô gái mặc một bộ váy trắng như tuyết, không nhiễm phải một hạt bụi nào, trong tay nàng còn cầm một quyển sách cổ. Cô gái nhìn tiểu tháp, khẽ mỉm cười, tháp nhỏ, người đang định đi đâu đấy? Tiểu tháp im lặng một lát rồi đáp, chỉ là, đi dạo loanh quanh thôi. Cô gái trừng mắt, hay là, đi dạo với ta đi. Tiểu tháp xoay người bỏ chạy. Cô gái hơi cong khóe miệng lên, định. Vừa nói xong, toàn bộ tinh không liền ngưng lại, ngay cả các vì sao cũng phải tắt sáng. Phía xa xa, tiểu tháp bị đóng đinh ngay tại chỗ, không cách nào nhúc nhích được. Tiểu tháp rên lên, toi rồi. Cô gái xuất hiện trước mặt tiểu tháp, nàng ta khẽ mỉm cười, đi theo ta đi. Nói rồi, nàng ta đưa tay bắt lấy tiểu tháp. Tiểu tháp bỗng nói, chủ nhân của ta lợi hại lắm. Đúng là rất lợi hại. Nhưng ngươi thì không. Một lát sau, cô gái cầm theo tiểu tháp biến mất ở phần cuối tinh không. Không lâu sau đó, Hư Vô Tâm cũng xuất hiện ở đây, ả ta đưa mắt nhìn xung quanh, mày hơi nhíu lại, đâu rồi? Lúc này, một bóng trắng bỗng xuất hiện ở điểm cuối tinh không. Hư Vô Tâm nhìn bóng trắng kia, trong mắt ánh lên tia vô cùng nghiêm nghị. Bóng trắng cười nói, giết Diệp Huyên, ta sẽ cải tử hồi sinh cho phụ thân ngươi. Đồng thời sẽ khôi phục lại tự do chân chính cho Hư Vô tộc, ngoài ra, vùng vũ trụ này cũng sẽ thuộc về Hư Vô tộc ngươi, toàn bộ đều để mặc Hư Vô tộc ngươi nuốt chửng. Hư Vô Tâm nhìn bóng trắng kia, ta có được chọn lựa không? Bóng trắng bước về phương xa, cô nương, ta mở phong ấn của chủ nhân ra không phải là để cho các ngươi đi chơi, hắn không chết, Hư Vô tộc ngươi sẽ tàn đời. Lời vừa dứt, bóng trắng kia cũng đã biến mất. Hư Vô Tâm đứng trầm mặc ở giữa không trung, lúc này đây, trong lòng ả ta bỗng dâng lên một nỗi thê lương. Thoạt nhìn Hư Vô tộc mạnh mẽ là thế, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ cho người khác. Nhưng nếu muốn sống tiếp, họ chỉ có thể làm quân cờ cho người ta. Một lát sau, Hư Vô Tâm xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Bất tử giới. Diệp Huyên lúc này đang càng đánh càng mạnh. Dù là cường giả nhập thần cảnh cũng phải thấy có hơi khó chống đỡ được hắn. Mặc dù Diệp Huyên chỉ là phá phàm, nhưng dưới sự phụ trợ của huyết mạch chi lực và thiêu đốt tuổi thọ, sức chiến đấu bây giờ của hắn đã có thể áp chế cả cường giả nhập thần cảnh. Tất nhiên đó đều là do hắn đổi lấy bằng tuổi thọ của mình, chung quy cũng chỉ là hiển hách nhất thời mà thôi, dù sao khi thiêu đốt hết tuổi thọ, hắn sẽ chết ngay. Mà Cùng Kỳ còn mạnh hơn cả. Nó lấy sức một mình kéo chân được vô số cường giả Hư Vô tộc. Thật ra quan trọng nhất là Tiểu Mộ. Cô bé đã cầm chân được 20 siêu cấp sát thủ, mà lúc này đây cô bé đã chém giết được 6 tên, đám sát thủ cũng đang ngày càng ít đi. Thật ra thực lực của cô bé mạnh hơn những sát thủ này nhiều, nhưng cũng hết cách rồi, những sát thủ này căn bản không chịu đánh trực diện với cô bé, chỉ khi nào cô bé định đi giúp Diệp Huyên thì chúng mới ra tay ngăn lại. Mục đích của đám sát thủ này rất đơn giản, chính là ngăn Tiểu Mộ lại, chứ không phải giết Tiểu Mộ. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đâm một kiếm đẩy lùi Huyền Âm trưởng lão, mà khi hắn định ra tay lần nữa thì một tàn ảnh chợt lướt qua phía sau hắn, hắn theo bản năng xoay người chém một kiếm ra. Không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức nổ tung, mà trước mặt hắn xuất hiện một người đàn ông trung niên, nắm đấm của người này va thẳng lên lưỡi kiếm của hắn.
Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sau đó chợt xoay tròn. Ầm. Một luồng kiếm quang đỏ ngòm đổ nát, cả người lẫn kiếm Diệp Huyên chợt lui về xa mấy trăm trượng, mà lúc này, Huyền Âm trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt rồi đánh một quyền vào trán hắn. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên vừa xuất hiện kia đã thoát biến ra sau lưng Diệp Huyên. Đánh cả trước lẫn sau. Dày xuyên thời không dưới chân Diệp Huyên đột nhiên khởi động, cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa là đã ở sau lưng người đàn ông trung niên kia, hắn đột nhiên đâm một kiếm vào sau gáy ông ta. Người đàn ông trung niên phản ứng cực nhanh, xoay người tung ra một quyền. Ầm. Người đàn ông trung niên liền bị chiêu kiếm này chém bay. Sức mạnh của Diệp Huyên lúc này đã vượt xa nhập thần cảnh. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, toàn bộ cánh tay của ông ta đã nứt ra, nhất là ở mu bàn tay, nơi đó đã bị cứa rách. Chiêu kiếm này của Diệp Huyên suýt nữa đã phế bỏ toàn bộ cánh tay của ông ta. Lúc này, Huyền Âm trưởng lão đột nhiên nói, hắn không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Người đàn ông trung niên gật đầu. Diệp Huyên bây giờ vẫn đang điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ, tuy đạt được sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng lại không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc nữa, hắn sẽ tự ngã xuống thôi. Mà hai người bọn họ chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian nữa là được. Nhưng bọn họ đã quên mất một điều, đó chính là Tiểu Mộ. Đúng lúc này, một luồng hàn mang xuất hiện ở cuống họng người đàn ông trung niên kia, sắc mặt ông ta thoát cái tái đi. Ông ta muốn tránh đi, nhưng đã muộn rồi. Xoẹt. Người đàn ông trung niên lập tức rơi đầu. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Âm trưởng lão hoàn toàn biến sắc, sau đó vội vàng thối lui. Tiểu Mộ nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên đã tựa như mới tắm máu ra, khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Mộ nói, đi. Nhưng Diệp Huyên vẫn không để ý đến cô bé. Mà chỉ xoay người phóng đến chỗ đám cường giả hư vô tộc ở phía xa. Thấy cảnh này, Tiểu Mộ không nói thêm gì nữa, liền vọt theo Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên vọt tới, sắc mặt của các cường giả hư vô tộc lập tức thay đổi. Cường giả bình thường căn bản không chống đỡ được Diệp Huyên. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện, chính là Hư Vô Tâm, nhìn thấy Diệp Huyên và Tiểu Mộ đang vọt đến, Hư Vô Tâm híp mắt lại, Hư Vô Thần Vệ. Vừa dứt lời, thế giới hư vô sau lưng ả ta đột nhiên có 6 ông lão lao ra. Hư Vô Tâm nói, ngăn cản sát thủ kia lại. 6 người đột nhiên tản ra xung quanh Tiểu Mộ, làm thành một thế vây giữ, cả 6 đều thầm thì thần chú cổ xưa, không gian bốn phía đột nhiên rung lên kịch liệt, dần dần, từng sợi tơ đỏ như máu trải rộng ra khắp trường không gian này. Đúng lúc này, có một nhóm tơ đỏ máu đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Thấy thế, 6 người đồng thời hét lên, thời không chuyển di. Vừa dứt lời, 6 người đã biến mất không còn thấy đâu. Đồng thời còn kéo theo cả Tiểu Mộ cùng biến mất. Bọn họ căn bản không làm gì được Tiểu Mộ, chỉ có thể dẫn Tiểu Mộ đi chỗ khác. Sau khi đưa Tiểu Mộ rời đi, nơi đây chỉ còn lại Diệp Huyên và Cùng Kỳ, mà Cùng Kỳ cũng đã bị cường giả hư vô tộc cầm chân. Hư Vô Tâm nhìn Diệp Huyên, ngươi xong rồi. Nói xong, ả ta liền vượt thẳng qua. Ngoại trừ Hư Vô Tâm, còn có 2 cường giả nhập thần cảnh cùng 12 diệt phàm cảnh. Bởi vì những phân thân trước kia của Tiểu Mộ đều đã bị tiêu diệt hết. Nhìn thấy đám người Hư Vô Tâm vào tới, Diệp Huyên không lùi mà còn tiến lên, hắn siết chặt kiếm linh trong tay, sau đó lao về phía đối phương. Diệp Huyên lúc này đây đã hoàn toàn quên lãng chuyện sống chết. Không đúng, là hắn đang cầu được chết. Khoảnh khắc chứng kiến vô số cường giả bất tử đế tộc tự bạo, trong lòng hắn vô cùng hổ thẹn. Nếu không phải vì Diệp Huyên hắn, sao bất tử đế tộc lại gặp phải kết cục như vậy được? Nhân quả. Nhân quả của Diệp Huyên hắn liên lụy đến bất tử đế tộc. Giờ khắc này, tóc của hắn đã bạc trắng một nửa. Bởi vì hắn vẫn đang thiêu đốt tuổi thọ. Lúc này tuổi thọ của hắn chỉ còn lại không đến 100 năm. Trong nháy mắt Diệp Huyên lao ra đó, sắc mặt Cùng Kỳ ở nơi xa đột nhiên thay đổi, nó quát lên đầy phẫn nộ, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn chết thật à? Nó phát hiện có điều gì đó không đúng. Ban đầu nó chỉ nghĩ có lẽ Diệp Huyên chỉ muốn giết người, sau đó sẽ chạy. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như thế.
Tên nhóc này căn bản đang cầu được chết. Không thể để tiểu tử này chết ở đây được. Nếu không toàn bộ vũ trụ sẽ bị tiêu diệt mất. Khoan nói đến phụ thân của tiểu tử này, nếu thiên mệnh biết hắn chết ở đây. Cùng kỳ không dám nghĩ nữa. Người phụ nữ kia thật sự sẽ tiễn toàn bộ vũ trụ này chôn cùng Diệp Huyên đấy. Mà nếu người phụ nữ kia đã phát rồ, thì không một ai có thể ngăn cản cả. Như nghĩ đến điều gì đó, Cùng Kỳ bỗng nói, Kiếm Linh. Dẫn hắn đi. Kiếm Linh. Kiếm trong tay Diệp Huyên khẽ rung lên, nhưng nàng vẫn không dẫn Diệp Huyên đi, ngược lại còn chủ động phối hợp với hắn. Thấy cảnh này, Cùng Kỳ chợt cả giận, người đang làm gì đấy? Phía xa, Diệp Huyên lại chém một kiếm xuống. Xoẹt. Hư Vô Tâm dẫn đầu liền bị chiêu kiếm này chém lùi ra ngoài mấy nghìn trượng, mà trong nháy mắt ả bị đánh bay đó, Diệp Huyên lại bồi thêm một kiếm. Xoẹt. Một cái đầu đầm đìa máu tươi bay ra ngoài. Cường giả diệt phàm cảnh. Diệp Huyên xuất kiếm nhanh như điện, mỗi kiếm vung ra đều kéo thêm một cái đầu đẫm máu rơi xuống. Lúc này đây hắn đã có thể giết diệt phàm cảnh dễ như trở bàn tay. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, hơn 10 cường giả đã ngã xuống, trong đó có hơn nửa là diệt phàm cảnh, mà trên người Diệp Huyên cũng đã đầy rẫy vết thương. Thấy cảnh này, Hư Vô Tâm ở nơi xa đột nhiên cả giận nói, chỉ cần cản hắn lại thôi. À ta biết, bây giờ là Diệp Huyên đang thiêu đốt tuổi thọ. Chỉ cần kéo dài một lúc nữa, Diệp Huyên sẽ tự chết. Những cường giả hư vô tộc ở xung quanh không cưỡng chế tấn công nữa, mà chỉ vây quanh, không ai chịu ra tay. Diệp Huyên đột nhiên nâng kiếm tung người nhảy lên, chém một nhát kiếm về phía Hư Vô Tâm. Hư Vô Tâm ở phía xa liền siết chặt tay phải, ngự thủ. Ầm. Một tấm chắn vô hình xuất hiện trên đỉnh đầu của ả ta, nhưng khi chiêu kiếm của Diệp Huyên chém xuống, tấm chắn kia liền bị phá vỡ. Ầm ầm. Hư Vô Tâm bị chém lùi ra xa, mà trong quá trình ấy, Diệp Huyên lại vọt về trước chém xuống một kiếm nữa. Xoẹt. Một luồng kiếm quang đỏ tươi chém thẳng xuống, xé rách tất cả. Nhìn thấy chiêu kiếm kia chém đến, trong mắt Hư Vô Tâm đột nhiên co lại, ả ta vội xòe tay phải ra, một tấm khiên màu đen tuyền xuất hiện, một khắc sau, tấm khiên đen kia liền bay lên chắn trước đỉnh đầu của ả. Ầm. Khi kiếm của Diệp Huyên chém lên tấm khiên đen kia, toàn bộ tấm khiên rung lên bần bật, một luồng sức mạnh vô hình chấn động khắp xung quanh, mà không gian trong mười mấy vạn trượng liền nứt ra. Sức mạnh trong chiêu kiếm của Diệp Huyên đã được phân tán ra xung quanh, để vùng tinh không này chịu lực cùng. Mà lúc này, Diệp Huyên lại chém xuống một kiếm nữa. Ầm. Tấm khiên đen kia rung lên, không gian bốn phía liên tục đổ nát. Hư Vô Tâm cùng tấm khiên bị chấn lùi ra ngoài mấy vạn trượng. Bọn họ đành phải nghe lời thối lui. Hiện tại để những cường giả hư vô tộc này đi đối phó Diệp Huyên, e là chỉ có hy sinh vô ích. Sau khi dừng lại, Hư Vô Tâm siết chặt tay phải lại, ả ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cánh tay phải của ả đã nứt ra. Không chỉ mỗi cánh tay, mà lục phủ ngũ tạng của ả cũng tê dần. Thực lực của Diệp Huyên mạnh hơn trước quá nhiều. Phải biết, ban đầu ả ta có thể đánh áp đảo Diệp Huyên. Thế nhưng bây giờ ả lại rơi vào thế yếu. Lúc này, những cường giả hư vô tộc ở xung quanh đã muốn ra tay, nhưng Hư Vô Tâm lại bỗng nói, lui ra. Hư Vô Tâm chậm rãi đi đến chỗ Diệp Huyên, ả ta buông tay phải ra, tấm khiên đen tuyền kia lại xuất hiện trong tay ả. Lúc này, Diệp Huyên vọt về trước rồi lại tung kiếm. Xoẹt. Một luồng kiếm quang lóe lên cả vạn trượng. Chém thẳng vào Hư Vô Tâm. Hư Vô Tâm nửa quỳ chân phải xuống, tay cầm tấm khiên đưa lên đỡ trên đỉnh đầu. Ầm. Lần này, tấm khiên đen kia đã chặn lại được chiêu kiếm của Diệp Huyên, mà gần như cũng lúc ấy, Hư Vô Tâm đã bật dậy đá quét một cú vào đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên không thèm né tránh cú đá ấy, mà lại xoay tay đâm kiếm về phía Hư Vô Tâm. Xoẹt. Ầm. Cả người Diệp Huyên bị cú đá kia húc bay ra ngoài mấy nghìn trượng, mà Hư Vô Tâm cũng phải thối lùi hơn nghìn trượng, trước ngực ả ta đã có một đường kiếm cắt. Bên ngoài nghìn trượng, toàn bộ tay trái của Diệp Huyên cũng đã bị hủy. Vừa nãy hắn đã dùng tay trái của mình để đỡ lấy cú đá của Hư Vô Tâm, nên bây giờ nó đã hoàn toàn bị phế. Hư Vô Tâm ở đằng xa nhìn bụng mình,
nơi đó có một vết kiếm sâu hóm. Trong cơ thể ả ta cũng đang có một tia kiếm khí không ngừng tàn phá, nhưng đã bị ả ta trấn áp lại. Hư Vô Tâm lạnh lùng nhìn Diệp Huyên ở phía xa, lúc này Diệp Huyên lại đột nhiên biến mất. Không thấy người đâu, chỉ thấy kiếm quang. Dày xuyên thời không. Thấy kiếm của Diệp Huyên chém đến, Hư Vô Tâm co rụt tròng mắt lại, ả ta liền giơ tấm khiên đen ra chắn trước mặt mình. Ầm. Một luồng kiếm quang đỏ chói nổ ra, tấm khiên đen kia lập tức rạn nứt, còn Hư Vô Tâm thì bị hút bay ngược ra ngoài. Bây giờ cho dù là Hư Vô Tâm cũng không còn đỡ nổi một chiêu kiếm của Diệp Huyên nữa. Diệp Huyên lại xông ra ngoài. Rõ ràng hắn muốn giết chết Hư Vô Tâm này. Trong mắt Hư Vô Tâm ánh lên tia dữ tợn, để ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Vừa nói xong, ả ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt! Xé rách không gian. Hư Vô Tâm chọn cách cứng trọi cứng với Diệp Huyên. Bởi vì ả ta phát hiện nếu cứ mãi phòng thủ thì chỉ càng bị động hơn thôi. Phía xa xa, Hư Vô Tâm đấm ra một quyền, bên trên nắm đấm còn có quyền mang lấp lóe. Nơi nắm đấm của Hư Vô Tâm sượt qua, không gian nơi đó liền bị lõm vào, kiếm quang nơi đó cũng bị bóp méo theo. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh hai người lập tức hóa thành hư vô. Lúc này đây, toàn bộ bất tử giới bắt đầu vỡ vụn. Thật ra bất tử giới đã sớm đổ nát rồi, bởi vì ban nãy khi những cường giả của bất tử đế tộc tự bạo đã làm thế giới này bị trọng thương, thế nên bây giờ nó không còn chịu đựng nổi sức mạnh của Hư Vô Tâm và Diệp Huyên. Toàn bộ bất tử giới đua nhau nứt ra rồi sụp đổ. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại biến mất. Hư Vô Tâm khẽ nhíu mày lại, ả ta bỗng tung ra một quyền về phía trước. Ầm ầm. Dưới quyền này, một luồng sức mạnh khổng lồ như lũ quét bất ngờ nổ ra, nó vừa xuất hiện đã chấn nát kiếm quang nơi đây, nhưng lúc này Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt ả ta, sau đó đâm một chiêu kiếm ngay vào cổ họng ả. Hư Vô Tâm đột nhiên chắp hai tay lại, bắt chọn được lưỡi kiếm đang đâm tới của Diệp Huyên. Ầm ầm. Hư Vô Tâm run rẩy cả hai tay, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt Hư Vô Tâm trở nên dữ tợn. Ả đột nhiên giẫm chân phải một cái rồi buông kiếm Diệp Huyên ra, sau đó quay phát đầu đi rồi thụi một quả đấm vào bụng Diệp Huyên. Mà lúc này kiếm của Diệp Huyên đã đổi từ thế đâm thành chém. Xoẹt! Cả người Diệp Huyên lập tức bị đánh bay, mà cánh tay phải của Hư Vô Tâm cũng đã đứt lìa. Phía xa, lúc này Hư Vô Tâm đã vô cùng suy yếu, ả ta cũng tốn rất nhiều sức, hơn nữa còn bị kiếm của Diệp Huyên làm trọng thương. Quan trọng nhất là ả ta không có năng lực hồi phục kinh khủng giống như Diệp Huyên. Hư Vô Tâm lau máu tươi bên khóe miệng, ả ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, lúc này những cường giả Hư Vô tộc ở xung quanh đã muốn ra tay, nhưng vẫn bị Hư Vô Tâm cản lại. Phía xa, Diệp Huyên vừa dừng lại thì đã hộc ra một ngụm máu tươi, toàn thân hắn giờ đây đã rạn nứt. Nếu không nhờ có tử khí cùng huyết mạch bất tử, cú đấm này đã đủ để tiễn hắn sang kiếp sau. Mà cho dù có tử khí và huyết mạch bất tử thì cũng rất khó chịu. Bởi vì hiện tại hắn không có cơ thể mạnh mẽ. Diệp Huyên bây giờ nhìn như đang vô cùng yếu ớt, nhưng thật ra hắn vẫn còn sức để tung chiêu. Mà hiện tại ở đây không có mấy người có thể đỡ được kiếm của Diệp Huyên cả. Cho dù là cường giả nhập thần cảnh cũng không được. Diệp Huyên sau khi thiêu đốt sinh mệnh, lại thêm huyết mạch chi lực kinh khủng, thực lực của hắn đã vượt xa nhập thần. Vọt thẳng đến siêu thần rồi. Hư Vô Tâm chậm rãi đi đến chỗ Diệp Huyên, Diệp Huyên cầm kiếm đứng, khí thế quanh người hắn ngày càng mạnh một cách bất thường. Hư Vô Tâm đột nhiên cách không đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền ấn xé rách không gian tối tăm lao thẳng về phía Diệp Huyên. Xa xa, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm xuống. Ầm. Quyền ấn kia lập tức vỡ vụn, mà lúc này, Hư Vô Tâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó đấm một cú thẳng vào mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên không hề né tránh cú đấm này, mà cố nâng kiếm lên đâm vào ngực Hư Vô Tâm. Mà Hư Vô Tâm cũng không chọn phòng thủ. Xoẹt. Ầm. Diệp Huyên lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đồng thời thân thể hắn cũng đang dần đổ nát, khi hắn dừng lại được thì thân thể đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn dư lại mỗi linh hồn, không chỉ thế, linh hồn hắn còn đang ngày càng mờ đi. Mà Hư Vô Tâm cũng bị đẩy lùi ra gần nghìn trượng,
ả ta khuỵu một gối xuống, trong miệng không ngừng hộc ra máu tươi. Ả ta bị thương không hề nhẹ hơn Diệp Huyên. Nếu không phải trong cơ thể ả ta có huyết mạch chi lực chấn áp được kiếm khí của Diệp Huyên, thì lúc kiếm của Diệp Huyên xuyên qua cơ thể, ả ta đã chết chắc rồi. Hai người đều nắm giữ những huyết mạch chi lực vô cùng mạnh mẽ. Hư Vô Tâm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên ở phương xa, lúc này, linh hồn của Diệp Huyên đột nhiên bay về phía ả. Thấy cảnh này, trong mắt Hư Vô Tâm đột nhiên co lại. Tên này vẫn còn xuất kiếm được. Hư Vô Tâm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, giết hắn. Lúc này ả ta đã không còn sức để ra tay nữa, bởi vì Diệp Huyên đã để lại ba luồng kiếm khí trong cơ thể ả, chỉ cần ả tiếp tục dùng sức thì chắc chắn sẽ chết. Nghe Hư Vô Tâm nói thế, những cường giả hư vô tộc ở xung quanh liền vọt đến chỗ Diệp Huyên. Phía xa, Diệp Huyên cầm kiếm đi về phía đám cường giả hư vô tộc, lúc này vì thân thể hắn đã bị phá vụn, nên huyết mạch phong ma cũng đang chậm rãi biến mất. Vậy nên thần trí của hắn đã dần dần tỉnh táo lại. Diệp Huyên nhìn đám cường giả hư vô tộc đang lao đến kia, khẽ nói, vĩnh biệt. Nói rồi, hắn liền định thiêu đốt linh hồn. Nhưng lúc này, kiếm linh trong tay hắn bỗng rung lên, một khắc sau, kiếm linh hóa thành một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cô gái váy đỏ nhìn Diệp Huyên, chủ nhân vẫn luôn rất để ý đến ngươi. Y quan tâm ngươi không thua gì thiên mệnh cả. Ngươi là lần đầu làm nhi tử của người khác, thì y cũng là lần đầu làm cha, chắc chắn ai cũng có điểm không tốt, đừng trách y. Nói rồi, nàng ta liền xoay người đi đến chỗ những cường giả hư vô tộc kia. Phía xa, Hư Vô Tâm gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái váy đỏ, ngươi chỉ là một thanh kiếm. Cô gái váy đỏ lạnh lùng nhìn Hư Vô Tâm, ta chỉ là một thanh kiếm, nhưng ta là kiếm của Dương Diệp. Vừa dứt lời, nàng ta nhẹ điểm mũi chân xuống, một chiêu kiếm tung ra. Xoẹt. Chỉ chốc lát, mấy trăm cái đầu liền bay ra ngoài. Các cường giả hư vô tộc nhìn thấy cảnh này đều rơi vào ngơ ngác. Bao gồm cả Hư Vô Tâm dẫn đầu. Trong mấy trăm người đó không chỉ có phá phàm cảnh mà còn có diệt phàm cảnh. Vậy mà đều bị tiêu diệt chỉ bằng một kiếm. Giết trong nháy mắt. Hư Vô Tâm trợn trừng mắt nhìn cô gái váy đỏ với vẻ khó tin tràn ngập. Diệp Huyên cũng ngây ngẩn cả người. Kiếm linh này mạnh đến vậy sao? Mãi cho đến hôm nay, hắn vẫn cho rằng kiếm linh chỉ là một thanh kiếm, cùng lắm thì khá mạnh mà thôi. Không ngờ thực lực nàng ta lại cao cường đến mức này. E rằng đã sắp vượt qua thần rồi. Như nghĩ đến điều gì, hắn chợt lắc đầu, cười nhạo bản thân mình ngu ngốc. Kiếm của cha hắn làm sao có thể yếu cho được. Những cường giả hư vô tộc nhìn kiếm linh không rời mắt, ai nấy đều vô cùng đề phòng. Sức mạnh của người này đã làm họ sợ hãi. Hư Vô Tâm bỗng thốt lên, rút lui. Rút lui. Nghe vậy, cường giả hư vô tộc rối rít rời đi. Phải biết nơi này không chỉ có kiếm linh mà còn tiểu mộ. Một khi cô bé kia ra tay, đó mới là ác mộng của hư vô tộc. Chỉ thoáng cái, cường giả hư vô tộc đã trở về hư vô giới. Kiếm linh không đuổi theo mà đi đến trước mặt Diệp Huyên. Tất cả phải dựa vào chính mình. Sau đó nàng ta nói với Cùng Kỳ, đi thôi. Cùng Kỳ chần chừ một chút rồi gật đầu. Kiếm linh và Cùng Kỳ rời đi. Diệp Huyên bỗng hỏi, vừa nãy cô có thể cứu được bất tử đế tộc, đúng không? Kiếm linh dừng bước, bảo vệ họ là bổn phận của ngươi. Không phải của ta. Nhớ kỹ, không ai có thể giúp ngươi vĩnh viễn, đặc biệt là giờ phút này, bất kỳ ai ngoài tam kiếm ra tay hỗ trợ ngươi đều sẽ chết. Nhớ cho kỹ. Nói xong, nàng ta và Cùng Kỳ biến mất ở cuối vũ trụ. Diệp Huyên im lặng. Trong lòng vũ trụ, Cùng Kỳ hỏi, thật sự không giúp sao? Kiếm linh đưa mắt nhìn nơi xa, giúp được nhất thời, nhưng giúp được một đời sao? Cùng Kỳ do dự một chút. Hắn hiện nay không đối phó được những kẻ đó. Kiếm linh nhìn nó, hắn phải trưởng thành. Cùng Kỳ lắc đầu, cái giá quá đắt. Kiếm linh, đó là cái giá để trưởng thành, bằng không sẽ có càng nhiều người bỏ mạng hơn nữa. Cùng Kỳ thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Chấm chấm chấm. Bất tử giới. Vào giờ phút này, nó chỉ còn là một vùng đen nhánh. Bất tử giới đã không còn tồn tại nữa. Diệp Huyên lẻ loi đứng một mình,
trông cô đơn lạc lõng vô cùng. Chết rồi. Ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn. Đông Lý Tịnh chết rồi. Vô số cường giả bất tử đế tộc chết cả rồi. Đông Lý Tịnh, Đông Lý Chiến, Đông Lý Tả. Một hồi sau, hắn nhìn xuống tay mình. Hắn cứ tưởng chỉ cần mình chạy về là có thể cứu được bất tử đế tộc. Nhưng hắn sai rồi. Sai hoàn toàn. Hắn không cứu được ai cả. Lại còn cần người khác đến cứu mình. Không có Thanh Nhi và cha, hắn không thể bảo vệ được một ai. Một hồi lâu sau, Diệp Huyên nhắm mắt lại, xin lỗi. Ta xin lỗi. Tự trách. Hối hận. Đớn đau. Giờ khắc này, hắn mới nhận ra có khi chết đi lại sung sướng hơn sống tiếp biết bao nhiêu. Rất lâu sau đó, Diệp Huyên mở mắt, cung kính khom người vái lại trốn tinh không rồi rời đi. Trùng kiến bất tử đế tộc, báo thù. Một chốc sau, hắn biến mất ở cuối vũ trụ vô tận. Chấm chấm chấm. Ở một thế giới hư vô nào đó, hư vô tâm ngồi xếp bằng dưới đất, bốn phía là hư vô. Nơi này đã bị bọn họ chiếm đoạt hoàn toàn. Nhưng sắc mặt hư vô tâm lại xấu xí vô cùng. Lần này không những không lấy được huyết mạch bất tử đế tộc, không giết được Diệp Huyên, mà còn mất đi vô số cường giả trong tộc. Lỗ to rồi. Vào lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt ả ta, thấp giọng nói. Tiểu thư, vì sao pháp tắc vũ trụ không đích thân ra tay? Hư vô tâm, vì bọn họ không dám xuất hiện. Lão già muốn nói lại thôi. Hư vô tâm nhìn về phương xa, ta biết ông lo lắng, nhưng chúng ta không còn lựa chọn khác. Lão già thấp giọng thở dài. Hư vô tâm, Dương trưởng lão, việc ta bảo ông đi làm thế nào rồi? Dương trưởng lão gật đầu, những thiên tài và yêu nghiệt thế hệ trẻ của hư vô tộc đã được ta đưa đến một nơi rất xa, sẽ không ai biết tung tích chúng. Hư vô tâm gật đầu, tốt. Dương trưởng lão do dự một chút rồi hỏi, Diệp Huyên có nhiều cường giả mạnh mẽ như vậy chống lưng cho, vì sao pháp tắc vũ trụ cứ phải liều mạng nhắm vào hắn? Trực giác mách bảo rằng mọi việc không đơn giản như vậy. Hư vô tâm, năm ấy, chủ nhân thần đình vũ trụ tạo ra các pháp tắc vũ trụ, nhưng hôm nay thì pháp tắc vũ trụ dường như đã phản bội lại chủ cũ. Ta cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì cho dù có pháp tắc vũ trụ muốn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân thần đình vũ trụ thì các pháp tắc còn lại cũng không thể tạo phản. Hơn nữa, người kia nếu đã có thể tạo ra pháp tắc vũ trụ thì sức mạnh chắc chắn phải vượt xa bọn họ, vì sao hắn lại rơi vào kết cục như vậy? Ả ta lắc đầu, có quá nhiều điểm đáng ngờ. Thật ra ả cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa người đứng đầu thần đình vũ trụ và các pháp tắc vũ trụ năm ấy. Dương trưởng lão thấp giọng nói, cho dù chúng ta giết Diệp Huyên. Hư vô tâm khẽ cười, dù sao đi nữa, chúng ta cũng sẽ chết. Dương trưởng lão nhìn ả ta thật lâu, không nói gì. Hư vô tâm khẽ nói, không nghe theo pháp tắc vũ trụ, chúng ta không thoát được khỏi đây, cũng sẽ bị chúng diệt tộc. Nghe theo, chúng ta trở thành một quân cờ, có thể bị chúng vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Đoạn ả ta quay lại nhìn các cường giả hư vô tộc phía sau, chúng ta yếu, nên không còn lựa chọn nào khác. Dương trưởng lão thấp giọng thở dài. Hư vô tâm bỗng nói, truyền lệnh cho các tộc nhân lập tức trở về đây. Sau đó ả ta đứng dậy rời đi. Dương trưởng lão hỏi, tiểu thư định đến tổ địa sao? Hư vô tâm gật đầu, nhân lực không đủ, phải tìm thêm người hỗ trợ. Sau đó ả ta biến mất. Dương trưởng lão lại thở dài, xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Hư vô tâm không trở về vũ trụ cửu duy mà đi đến một tinh vực xa lạ, ở nơi đó có một tòa lầu các nhỏ. Nó lơ lửng trôi nổi giữa không trung, ánh sao bốn phía chiếu rọi như khoác lên cho nó một lớp áo, xinh đẹp không sao kể xiết. Hư vô tâm đi đến trước lầu các, không nói gì. Bỗng nhiên có một giọng nói vọng ra, vào đi. Ả ta bước vào. Nhìn thấy bên trong chất đầy những quyển sách cổ. Cách đó không xa là một chiếc bàn gỗ, nơi có một cô gái váy trắng đang ngồi. Trong tay nàng ta cầm một quyển sách, trước mặt lại đặt một tòa tháp nhỏ. Hư vô tâm nhìn sang bên phải, thấy một cô gái khác đang nằm trên giường. Cô gái váy trắng cười hỏi hư vô tâm, thất bại. Ả ta gật đầu, thanh kiếm kia rất mạnh. Đối phương đặt sách xuống, đến tìm ta làm gì?
Hư vô tâm, ta cần cô giúp. Được. Cô gái váy trắng gật đầu rồi búng tay cái tách. Một lão già lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa. Lão ta khẽ thi lễ với cô gái, không nói gì. Hư vô tâm lại nhìn lão với vẻ nghiêm trọng. Đây là cường giả đã vượt qua thần cảnh. Cô gái váy trắng hỏi, đủ chưa? Hư vô tâm lắc đầu, e rằng chưa, sau lưng tên kia có quá nhiều cường giả bí ẩn. Cũng phải. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu rồi lại búng tay. Xuất hiện cạnh lão già trước đó là một bà lão. Cũng là cường giả vượt qua thần cảnh. Hư vô tâm nhìn hai người họ, gật đầu hài lòng, đủ rồi. Cô gái váy trắng mỉm cười, mục tiêu kế tiếp của ngươi là Ngũ Duy. Hư vô tâm gật đầu, một khi đến đấy, Diệp Huyên không thể không chiến đấu, cục diện sẽ có lợi cho chúng ta. Đối phương cười, quả vậy. Hư vô tâm liếc nhìn tòa tháp nhỏ trên bàn với vẻ do dự, nhưng cô gái váy trắng đã lên tiếng trước khi ả ta kịp mở miệng, những người này, ta tự sẽ có chỗ dùng. Hư vô tâm gật đầu rồi rời đi. Cô gái váy trắng bỗng nhiên lấy ra một chiếc lệnh bài, để nó bay đến trước mặt hư vô tâm, nói, vật này có thể điều động 10 sát thủ, ngươi tự xem mà dùng. Ngoài ra thì cho dù kết quả thế nào, truyền thừa của hư vô tộc ngươi sẽ được bảo vệ, cứ yên tâm. Hư vô tâm khẽ thi lễ, đa tạ. Ả ta thu lệnh bài rồi rời đi. Hư vô tâm đi rồi, tiểu tháp cất tiếng, chủ nhân của ta rất lợi hại. Cô gái váy trắng chớp mắt, cười nói, nhưng ngươi thì không. Tiểu tháp. Nàng ta bật cười, đứng dậy rời đi. Thấy đối phương đi rồi, tiểu tháp lập tức bay vù ra ngoài, nhưng ngay sau đó phát hiện nó căn bản không thể thoát khỏi nơi này. Tòa lầu các này có một kết giới bí ẩn. Tiểu tháp chỉ đành thấp giọng thở dài, xong rồi, uổng cho tiểu tháp ta cả đời thanh danh, hôm nay lại thua trong tay một ả đàn bà. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi tòa lầu các, cô gái váy trắng khẽ khép ngón tay lại. Không gian trước mặt bất chợt rung chuyển rồi nứt ra, để nàng ta bước vào. Nàng ta đi đến một thế giới không biết tên, nơi có những đốm sáng tô điểm cho tinh không trên cao. Nàng ta cất bước đi đến, ngày càng đến gần những đốm sáng kia, cho đến khi dừng lại trước mặt chúng. Đó là những vòng tròn màu trắng khổng lồ. Cô gái đi vào một trong số chúng. Không gian chợt lập lòe, chỉ một khắc sau nàng ta đã xuất hiện ở một vùng không gian kỳ lạ. Từ nơi này có thể thấy được những người bên ngoài vũ trụ, thấy cả cuộc đời của họ trên một sợi dây. Nhưng vũ trụ bên ngoài lại không cảm nhận được thế giới này. Kỳ lạ vô cùng. Cô gái váy trắng bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn vào không gian gần đó. Nơi ấy có một vòng xoáy màu đen đồ sộ, đang không ngừng luôn ra khí tức quái dị. Trước hố đen đó là một cô gái váy đen. Hai tay người này đặt sau lưng, đôi mắt bị vải trắng che lại. Cô gái váy trắng nói với đối phương, A Mệnh, ngươi không ngăn được họ. Cô gái váy đen bỗng dưng quay phát lại, gầm lên một tiếng như dã thú, đạo nhất. Hắn đối đãi với ngươi như thân nhân, ngươi lại bắt tay với người dị duy sát hại hắn. Hắn nuôi ngươi còn không bằng nuôi chó, ngươi còn thua cả một con chó. Trong tinh không, âm thanh của cô gái váy đen vang dội như tiếng sấm, rất lâu không tiêu tan. Đạo nhất. Cô gái váy trắng trước mặt từng là người đứng đầu của tất cả các pháp tắc. Mà cô gái váy đen thì là pháp tắc vận mệnh, đứng thứ hai, A Mệnh. Đạo nhất khẽ cười nói, A Mệnh, ta có chút không hiểu, ngươi là pháp tắc vận mệnh, nhưng vì sao ngươi không có chút ý nghĩ về việc nắm giữ vận mệnh của mình vậy? Chủ nhân đã chết, ngươi hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, đây chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? A Mệnh nắm chặt tay phải, giữ tợn nói, tiện nhân. Chủ nhân đã bao giờ bạc đãi ngươi chưa? Đạo nhất lắc đầu, không có. Hắn đối xử với ta rất tốt, là người đối xử với ta tốt nhất trên thế gian này. A Mệnh giống giận, vậy ngươi còn liên kết với người dị duy giết hắn? Lương tâm ngươi bị chó ăn rồi sao? Đạo nhất cười nói, chúng ta không nói về chuyện này được không? Vẻ mặt A Mệnh vô cùng dữ tợn, đạo nhất, trong tất cả các pháp tắc, chủ nhân thích ngươi nhất, cũng coi trọng ngươi nhất. Chuẩn bị để ngươi tiếp nhận vị trí của hắn, nhưng hắn đến chết cũng không ngờ rằng, người hắn tin tưởng nhất, yêu thương nhất, vậy mà lại phản bội hắn. Nói xong, nàng ấy tức giận chỉ đạo nhất, tiện nhân, nếu không phải ngươi, chủ nhân sao có thể ngã xuống. Vừa dứt lời,
nàng ấy đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm. Trong phút chốc, xung quanh tinh không vô tận trải đầy các phù văn quỷ dị. Pháp tắc đại đạo. Dưới một quyền này ẩn chứa pháp tắc đại đạo vô tận, nếu là ở bên ngoài, nó đủ để hủy diệt cả một vũ trụ một cách dễ dàng. Xa xa, đạo nhất vẻ mặt bình tĩnh, nàng ta từ từ đưa tay phải ra, sau đó áp bàn tay xuống, bốn phía tinh không giống như ngưng động lại, ngay sau đó, những phù văn quỷ dị kia dần dần trở nên hư ảo, sau đó biến mất. Mà đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, chỉ thấy những phù văn quỷ dị vốn đã biến mất bỗng nhiên xuất hiện lại trong khoảng tinh không này. Thời gian đảo ngược. Tại đây thời gian đảo ngược về 30 giây trước. Giữa sân, tất cả phù văn đột nhiên hội tụ thành một quyền ấn phù văn khổng lồ, trong chớp mắt quyền ấn phù văn này đã đánh đến trước mặt đạo nhất. Khuôn mặt đạo nhất vẫn bình tĩnh như trước, nàng ta chắp hai ngón tay chỉ về phía trước. Ầm. Một cái chỉ tay, quyền ấn phù văn kia lập tức biến mất. Nhưng ngay sau đó, thời gian lại đảo ngược, quyền ấn phù văn lại xuất hiện. Không chỉ như thế, đạo nhất lúc này vẫn chưa ra tay, quyền ấn phù văn đã đánh lên người nàng ta. Ầm. Cơ thể đạo nhất run rẩy, mờ đi một chút. Không phải bản thể. Đây cũng không phải bản thể của nàng ta. Đạo nhất quay đầu nhìn. Phía bên phải cách nàng ta mấy trăm trượng có một cô gái đang đứng đó. Cô gái mặc một chiếc váy bố đơn giản, tay phải giấu trong tay áo, tay trái đặt trước ngực, giờ phút này, nàng ta cũng đang nhìn đạo nhất. Pháp tắc thời gian. Trong 9 đại pháp tắc, đứng hàng thứ 3. Đạo nhất nhìn thoáng qua pháp tắc thời gian, cười nói, lão Tam, chưa từng nghĩ tới, người thế nhưng có thể vận dụng đạo thời gian đến trình độ này. Chẳng trách năm đó chủ nhân thường xuyên khen ngươi. Pháp tắc vận mệnh khẽ lắc đầu, đạo nhất, xin ngươi đừng nhắc đến chủ nhân, ngươi không xứng. Đạo nhất cười nói, được, ta không nhắc đến. Nói xong, nàng ta nhìn về phía pháp tắc vận mệnh, a mệnh, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, kết giới chủ nhân bày ra năm đó đang dần dần biến mất, một khi kết giới biến mất, mấy người các ngươi căn bản không thể bảo vệ nơi đây. A mệnh cười lạnh, ngươi là muốn chúng ta đầu hàng sao? Đạo nhất cười nói, ngươi chắc chắn sẽ không đầu hàng. A mệnh mặt không chút biểu cảm, vậy ngươi nói lời này làm cái gì? Đạo nhất nhìn A mệnh, cười nói, A mệnh, ngươi đã mất đi đôi mắt vì vũ trụ này, thế nào, ngươi muốn tiếp tục trả giá bằng cả mạng sống của mình sao? Pháp tắc vận mệnh đột nhiên cười nói, đạo nhất, chủ nhân không chết, ngươi rất thất vọng phải không? Nụ cười của đạo nhất dần biến mất. Pháp tắc vận mệnh lại nói, đạo nhất, trong tất cả chúng ta, chủ nhân tín nhiệm ngươi nhất, vậy mà ngươi. Nói xong, nàng ấy hít sâu một hơi, sắc mặt dần trở nên dữ tợn, ngươi thật là chó má, chủ nhân nuôi dưỡng ngươi, thật sự không bằng dưỡng một con chó. Không, ngươi còn không bằng con chó. Đạo nhất mỉm cười, ta có lỗi với chủ nhân, nhưng ta, chỉ có lỗi với một mình hắn. Ta nợ hắn. Nhưng ta không nợ thế giới này. A mệnh, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt nhau. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, đạo nhất biến mất ở phía xa. Sau khi đạo nhất rời đi, pháp tắc thời gian nhẹ giọng nói, bọn họ cuối cùng cũng đến đây. Pháp tắc vận mệnh xoay người nhìn về phía lốc xoáy trước mặt, thật lâu không nói gì. Pháp tắc thời gian lại nói, nhị tỷ, lão thất đã chết. Kiếm tu kia đã hủy diệt cơ hội sống của nàng, mà đạo nhất lại ra tay. A mệnh trầm lặng một hồi, sau đó nhẹ giọng nói, chủ nhân hiện tại như thế nào? Pháp tắc thời gian lắc đầu, ý thức của chủ nhân đang trong trạng thái bị áp chế. Lão thất là bị đạo nhất khiêu khích, đạo nhất nói với nàng ta, chỉ cần giết Diệp Huyên, chủ nhân có thể thức tỉnh. A mệnh lắc đầu, chủ nhân chính là Diệp Huyên. Pháp tắc thời gian lắc đầu, không biết. A mệnh lại nói, ta đã suy nghĩ về việc này hàng trăm năm nay vẫn chưa nghĩ ra. Nàng ta là người chủ nhân tín nhiệm nhất, cũng là người chủ nhân coi trọng nhất, mà tình cảm của nàng ta đối với chủ nhân không giống như giả vờ. Cho dù là hiện tại, nàng ta vẫn như trước gọi chủ nhân là chủ nhân. Pháp tắc thời gian nhìn về phía A mệnh, kinh ngạc điều này. A mệnh nhẹ giọng nói, ta có thể cảm nhận được vận mệnh của chủ nhân và Diệp Huyên đã hợp thành một thể. Diệp Huyên chết. Chủ nhân cũng sẽ chết, vận mệnh của bọn họ liên kết với nhau.
pháp tắc thời gian không nói gì. A Mệnh đột nhiên nói, người nghĩ vì sao lúc trước đạo nhất lại phản bội chủ nhân? Nói đến đây, nàng ấy nhìn về phía pháp tắc thời gian, lão tam, người có biết lai lịch của đạo nhất không? Pháp tắc thời gian lắc đầu, ta đến muộn hơn các ngươi, nếu ngươi cũng không biết, ta lại càng không biết. A Mệnh nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, lúc ta tới, nàng ta đã ở đây, nhưng mà, có một người hẳn là biết lai lịch của nàng ta. Pháp tắc thời gian nhẹ giọng nói, nàng ta. A Mệnh gật đầu. Pháp tắc thời gian, năm đó sau khi gặp chuyện không may, nàng ta đã biến mất. Cho dù là đạo nhất, cũng không tìm ra nàng ta. A Mệnh trầm lặng một lát, sau đó nói, bắt đầu tìm từ những người bên cạnh chủ nhân. Pháp tắc thời gian nhíu mày, bên cạnh hắn. A Mệnh gật đầu, nàng ta có lẽ đã ẩn núp bên cạnh chủ nhân, mà đạo nhất không tìm được nàng ta, có nghĩa là nàng có thể đã phong ấn hoàn toàn ký ức của mình. Pháp tắc thời gian khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng ta lại nói, tình cảnh hiện tại của chủ nhân. A Mệnh lắc đầu, có kiếm tu kia ở đây. Đạo nhất không dám ra tay với hắn. Nói xong, nàng ấy nhìn về phía lốc xoáy màu đen kia, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, việc khẩn cấp trước mắt là tăng cường phong ấn nơi đây, bằng không, một khi để người của duy độ khác tiến vào vũ trụ này, chủ nhân mới là thật sự nguy hiểm. Năm đó chủ nhân dùng mạng phong ấn bọn họ, ngăn cản bước chân của bọn họ tiến vào thế giới này, nhất định sẽ không để chủ nhân sống lại dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi vậy, chúng ta phải bảo vệ nơi đây. Pháp tắc thời gian do dự một lát, sau đó trầm giọng nói, ta còn lo lắng đạo nhất, người này gây sóng gió ở phía dưới, thực lực hiện tại của chủ nhân thật sự quá yếu, căn bản không phải đối thủ của nàng ta. Còn có tai ách, nàng ta cũng đã về cùng một phe với đạo nhất rồi. A Mệnh im lặng. Pháp tắc thời gian nói, hay là ta đi xuống? A Mệnh lắc đầu, nếu ngươi đi xuống, đúng ngay ý của đạo nhất. Nàng ta đã sớm muốn trong ngoài phối hợp, phá đi phong ấn chủ nhân để lại, giúp người dị duy và bản thể của nàng ta đi vào vũ trụ này. Pháp tắc thời gian nhẹ giọng nói, vậy chủ nhân hắn. A Mệnh hướng mặt nhìn về phía lốc xoáy màu đen kia, tin tưởng hắn. Pháp tắc thời gian khẽ gật đầu. Đúng lúc này, vòng xoáy màu đen kia đột nhiên rung động. Sắc mặt A Mệnh lạnh như băng, lại không an phận rồi. Nói xong, nàng ấy trực tiếp nhảy vào. Pháp tắc thời gian cũng lao theo. Chấm chấm chấm. Sau khi trùng tu cơ thể, Diệp Huyên đi đến địa linh tộc, mà giờ phút này, cả địa linh tộc đều đang điên cuồng chế tạo bộ giáp tốt nhất thế giới cho hắn. Trong đại điện nào đó, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, lúc này, tuổi thọ của hắn không đến 10 năm. Trận chiến lúc trước, hắn gần như đã thiêu đốt hết tuổi thọ. Hiện tại hắn đã không thể thiêu đốt tuổi thọ nữa, bởi vì thời gian 10 năm, không để ý một cái, có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt. Thực lực của hư vô tộc này mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Theo như trước mắt, với thực lực của hắn căn bản không thể đối đầu với bọn họ. Cho dù có đám người đồ và tiểu mộ giúp đỡ, cũng không thể đối kháng với bọn họ, bởi vì sau lưng hư vô tộc còn có pháp tắc vũ trụ hùng mạnh. Bất lực. Giờ phút này, trong lòng Diệp Huyên dâng lên một cảm giác vô cùng bất lực. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, mặc kệ hắn làm thế nào, cũng không thể thay đổi vận mệnh hiện tại. Ngoài điều đó ra, hắn không thể cảm nhận được tiểu tháp. Hắn không biết là tiểu tháp đã rời đi, hay là đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ở bên cạnh Ngôn Tiểu Tiểu là Ma Tiểu Song. Lúc này vẻ mặt của hai người đều vô cùng nghiêm túc. Bởi vì các nàng đã biết chuyện của bất tử đế tộc. Thực lực của hư vô tộc vượt xa so với dự đoán của bọn họ. Bây giờ Ngôn Tiểu Tiểu mới hiểu, năm đó có thể trấn áp được hư vô tộc không phải thần đình vũ trụ, mà là pháp tắc vũ trụ. Lúc này, Ma Tiểu Song nhẹ giọng nói, chúng ta không thể đối đầu với hư vô tộc này. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, chúng ta không thể không đối đầu. Hiện tại hư vô tộc đang điên cuồng thôn phệ vũ trụ này, tốc độ thôn phệ của bọn họ rất nhanh, nói cách khác, thực lực của bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh. Nói xong, nàng ta dừng một chút, lại nói, mục tiêu kế tiếp của bọn họ hẳn là vũ trụ ngũ duy. Vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên mở mắt,
Thực ra, hắn đã đoán được mục đích của hư vô tộc. Nếu hư vô tộc muốn giết hắn, đến vũ trụ ngũ duy là biện pháp tốt nhất, bởi vì vậy, hắn không thể không quay về vũ trụ ngũ duy. Lúc này, Sơn Khâu đột nhiên xuất hiện trong điện, Sơn Khâu nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn cô nương, chúng ta cần ngươi giúp đỡ. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, còn cần bao lâu nữa? Sơn Khâu trầm giọng nói, 3 ngày. 3 ngày. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Huyên, chờ chúng ta 3 ngày. Nói xong, nàng ta và Sơn Khâu xoay người rời đi. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và Ma Tiểu Song. Ma Tiểu Song nhìn về phía Diệp Huyên, người có tính toán gì không? Tính toán. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, báo thù. Ma Tiểu Song nói, làm sao báo thù? Diệp Huyên nói, gọi người. Nói xong, hắn nhìn sang bên cạnh Tiểu Mộ. Tiểu Mộ lập tức xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đưa ta đến chỗ cây kia. Chính là nơi ta từng thường xuyên ở đó. Tiểu Mộ gật đầu. Rất nhanh, hai người biến mất khỏi điện. Chấm 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 chấm. Diệp Huyên hiểu rất rõ, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể đối đầu với hư vô tộc. Cứ ngốc nghếch liều lĩnh, sẽ chỉ chôn vùi càng nhiều người. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn, sau lưng hư vô tộc này chắc chắn còn có cao thủ càng mạnh hơn. Bởi vì sau lưng hư vô tộc là pháp tắc vũ trụ. Mà lúc trước những sát thủ ngăn cản Tiểu Mộ chính là do pháp tắc vũ trụ bồi dưỡng, mà pháp tắc vũ trụ khẳng định bồi dưỡng ra cao thủ vượt qua thần cảnh, hơn nữa chắc chắn không ít. Sau khi Tiểu Mộ rời đi, địa linh tộc bắt đầu gấp rút chế tạo bộ giáp tốt nhất nhân gian. Lúc này bọn họ cũng đã biết đến sự tồn tại của hư vô tộc, mục tiêu của hư vô tộc này không phải chỉ là bất tử đế tộc và vũ trụ ngũ duy, mà là cả vũ trụ. Cái gì có thể thôn phệ được, hư vô tộc này đều sẽ không bỏ qua. Địa linh tộc cũng nguy hiểm. Vì để chế tạo bộ giáp tốt nhất nhân gian này, địa linh có thể nói là dốc hết lực lượng của toàn tộc, bao gồm cả toàn bộ vật liệu cực phẩm mà địa linh tộc cất giữ từ trước đến nay. Lúc trước giáp chiến thần bị vỡ tan, là chuyện vô cùng mất mặt đối với địa linh tộc. Bộ giáp kia là bảo vật chấn tộc của địa linh tộc, thế mà lại bị người ta đánh nát bằng một quyền. Quá mất mặt. Bởi vậy, khi chế tạo bộ giáp tốt nhất nhân gian này, địa linh tộc có thể nói thật sự dốc hết lực lượng toàn tộc, hận không thể thêm tất cả vật liệu cực phẩm của địa linh tộc vào. Không chỉ như thế, địa linh tộc vì để chế tạo bộ giáp tốt nhất nhân gian, còn mời ra một vài vị tiên tổ của địa linh tộc. Tiểu Mộ đưa Diệp Huyên đến một vùng biển lạ, trên vùng biển vô tận này có một hòn đảo nhỏ. Khi lên đảo nhỏ, Diệp Huyên gặp được cây đại thụ trong ký ức lúc trước. Đại thụ đứng sừng sững ở chính giữa hòn đảo nhỏ, bốn phía là vùng biển vô tận. Diệp Huyên đi đến trước cây đại thụ, lúc này dưới cây đại thụ không có một bóng người. Một bên, Tiểu Mộ nhìn quanh bốn phía, trong mắt, những giọt nước mắt ánh lên. Nơi đây chính là nơi hạnh phúc nhất mà nàng ta từng ở. Nhưng hiện tại, nơi này đã cảnh còn người mất. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Vì sao năm đó Diệp Thần lại bị pháp tắc vũ trụ giết chết? Hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng là, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Theo lý mà nói, này Diệp Thần có thể sáng tạo ra pháp tắc vũ trụ, thực lực nhất định là vượt xa pháp tắc vũ trụ. Sao có thể bị thứ chính mình sáng tạo ra giết chết? Chẳng lẽ có kẻ thù bên ngoài? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Sự ngã xuống của Diệp Thần, có 3 loại khả năng. Thứ nhất là thật sự đã bị pháp tắc vũ trụ giết chết, pháp tắc vũ trụ trò giỏi hơn thầy mà đã thắng thầy, không muốn bị Diệp Thần khống chế, vì thế đã xử lý Diệp Thần. Loại thứ hai, bản thân Diệp Thần có âm mưu nào đó. Chủ động chuyển thế luân hồi, loại thứ ba, có kẻ thù mạnh bên ngoài, kẻ thù bên ngoài liên kết với pháp tắc vũ trụ giết chết Diệp Thần. 3 loại đều có thể. Mà một người mạnh mẽ có thể sáng tạo ra pháp tắc vũ trụ như Diệp Thần, nhất định cũng có thể sáng tạo ra thứ khác. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên mở mắt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng mà, xung quanh ngoại trừ nước biển, thì không có gì cả. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau hai người. Tiểu Mộ bỗng nhiên xoay người, ở trước mặt nàng ta cách đó không xa, một cô gái váy trắng đang chậm rãi đi tới.
Tiểu Mộ nhìn thấy cô gái này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng đương nhiên biết cô gái này. Đạo nhất. Đứng đầu các pháp tắc vũ trụ. Diệp Huyên cũng biết cô gái này, chính là đạo nhất thích đọc sách kia. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta nên gọi ngươi là Diệp Huyên, hay là Diệp Thần. Diệp Huyên nói, Diệp Huyên. Đạo nhất cười nói, cũng đúng, ngươi của hiện tại là Diệp Huyên mà không phải Diệp Thần. Diệp Huyên nói, nếu ta là Diệp Thần, ngươi hẳn là không dám tới, đúng không? Đạo nhất khẽ gật đầu, cười nói, ngươi nói sai rồi. Nếu ngươi là Diệp Huyên, ta vẫn dám đến. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lúc mới đầu, ta cho rằng phản bội Diệp Thần là pháp tắc vận mệnh, nhưng hiện tại xem ra, ta hình như đã đoán sai rồi. Đạo nhất cười nói, A Mệnh không phản bội ngươi, nên nói là, trong tất cả pháp tắc vũ trụ, chỉ có ta phản bội. Lúc này, Tiểu Mộ ở bên cạnh đột nhiên nói, vì sao? Đạo nhất nhìn về phía Tiểu Mộ, cười nói, điều này không thể nói cho ngươi biết. Tiểu Mộ nhìn chằm chằm Đạo nhất, trong mắt có sát ý. Đạo nhất khẽ lắc đầu, Tiểu Mộ, không cần ra tay, ta không muốn giết ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Mộ, lắc đầu. Tiểu Mộ hơi cúi đầu, không nói gì. Đạo nhất nhìn sang Diệp Huyên, nàng ta chỉ nhìn Diệp Huyên như vậy, cười nói, ngươi muốn biết cái gì? Diệp Huyên nói, ngươi có thể nói cho ta biết cái gì? Đạo nhất cười nói, năm đó, ta đã đánh giá thấp thực lực của chủ nhân là ngươi, dưới tình huống như vậy, ngươi vẫn có thể phong ấn kết giới, ngăn cản người dị duy. Mà ta càng không nghĩ tới, lão cửu thế nhưng vì ngươi mà không tiếc tự tổn hại căn nguyên, cố đưa ngươi nhập luân hồi. Đương nhiên, ta càng không nghĩ tới chính là, trong biển người mênh mông này, chủ nhân lại luân hồi lên người ngươi. Mà điều ta dù thế nào cũng thật không ngờ chính là, phía sau ngươi thế nhưng có hai vị người hộ đạo siêu cấp. Nói xong, nàng ta lắc đầu, ta không biết đây là trùng hợp, hay là chủ nhân đã sớm mưu tính trước. Nhưng, với sự hiểu biết của ta đối với chủ nhân, hẳn là không phải do hắn mưu tính trước, hắn vẫn luôn phản đối việc mang theo ký ức và ý thức luân hồi chuyển thế. Cho nên, hẳn là pháp tắc luân hồi lão cửu làm, nhưng mà, nàng ta có lẽ cũng không nghĩ đến, người nàng ta chọn lại có lai lịch lớn như vậy, thế cho nên đã hoàn toàn thoát ly khỏi dự tính của nàng ta, bởi vì nàng ta đã bị kiếm tu mạnh mẽ phía sau ngươi chống lại. Hơn nữa, kiếm tu phía sau ngươi đã cưỡng ép áp chế chủ nhân thức tỉnh. Đương nhiên, cũng không tồn tại cái gọi là thức tỉnh hay không thức tỉnh, bởi vì ngươi hiện tại chính là chủ nhân, chẳng qua, ý thức của ngươi chiếm địa vị chủ đạo. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó hỏi, người dị duy. Đạo nhất chớp chớp mắt, không phải cùng cấp bậc, ngươi hỏi ta vấn đề này, hẳn là muốn phải biết thực lực thật sự của người dị duy, ta có thể nói cho ngươi, vũ trụ này của chúng ta căn bản không thể đối kháng với dị duy tộc. Diệp Huyên khó hiểu, vậy vì sao bọn họ còn muốn đến vũ trụ này của chúng ta? Đạo nhất cười nói, không phải người của vũ trụ này. Diệp Huyên nói, có thể nói rõ hơn không? Đạo nhất gật đầu một cái, một loại chủng tộc, vượt qua nhận thức của ngươi. Diệp Huyên hỏi, mạnh hơn so với hư vô tộc. Đạo nhất cười nói, đây là một bí mật, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ngươi đến tìm ta, hơn nữa nói cho ta biết việc này, là muốn ta giúp ngươi làm gì, hay là đến để giết ta? Đạo nhất lắc đầu, ta cũng không dám giết ngươi. Diệp Huyên nói, cho nên ngươi để hư vô tộc đến. Đạo nhất cười nói, đúng vậy, ta ra mặt quá nhiều sẽ thu hút sự chú ý của kiếm tu phía sau ngươi. Nhưng mà, người phía dưới ra tay với ngươi, người phía sau ngươi sẽ không quản. Diệp Huyên lại hỏi, lúc trước người giết pháp tắc sinh mệnh chính là ngươi, đúng không? Đạo nhất gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, vì sao giết nàng ta? Đạo nhất cười nói, bởi vì nàng ta muốn nói cho ngươi một vài chuyện ta không muốn ngươi biết. Diệp Huyên tiếp tục hỏi, tiểu tháp ở trong tay ngươi. Trong mắt đạo nhất hiện lên chút ngạc nhiên, nàng ta cười nói, ngươi rất thông minh. Tiểu tháp quả thật là ở trong tay ta, những người còn lại của bất tử đế tộc cũng ở trong tay ta. Diệp Huyên nói thẳng đi. Đạo nhất cười nói chuyện cùng với người thông minh đúng là bớt việc. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt sang bên cạnh, không gian trực tiếp biến thành một quầng sáng khổng lồ,
trong quầng sáng chính là hư vô tâm kia, giờ phút này hư vô tâm đang dẫn theo một đám cao thủ hùng mạnh của hư vô tộc tiến đến vũ trụ ngũ duy. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, nhiều nhất là nửa canh giờ, bọn họ sẽ tới vũ trụ ngũ duy. Bây giờ người có hai lựa chọn, thứ nhất, lập tức chạy về, sống chết cùng với vũ trụ ngũ duy, thứ hai là ở đây nói chuyện với ta. Diệp Huyên trầm lặng, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đạo nhất cười nói, ta hiểu tính cách của ngươi, ngươi là một người không thích bị uy hiếp, nhưng hiện tại ngươi không có lựa chọn khác. Đương nhiên, trừ phi ngươi có thể gọi kiếm tu phía sau ngươi đến đây, nhưng rõ ràng, ngươi hiện tại không thể gọi đến. Hơn nữa, ngươi cũng không muốn dựa vào nàng mãi, đúng không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngươi hình như hiểu rất rõ về ta. Đạo nhất gật đầu cười nói, ta là người hiểu ngươi nhất, bất kể là trước đây hay bây giờ. Hiện tại ngươi rất giống ngọc nát đá tan, bởi vì ngươi không muốn bị ta uy hiếp, hơn nữa, ngươi muốn báo thù cho bất tử đế tộc, ngươi muốn chết. Nhưng là, ngươi lại không thể chết được, bởi vì nếu ngươi chết, những thiên tài của bất tử đế tộc phải làm sao? Vũ trụ ngũ duy phải làm sao? Ngươi chết đã chết, nhưng còn người còn sống thì sao? Diệp Huyên không nói gì. Đạo nhất lại nói, có phải có chút không quen không? Nói xong, nàng ta vén tóc mai bên tai bị gió thổi loạn, cười nói, trước kia, kẻ địch của ngươi rất ngốc, bây giờ đột nhiên đổi thành một người hơi thông minh một chút, cho nên, ngươi trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Còn nữa, đừng nghĩ chuyện ra tay, tuy rằng ta đứng trước mặt ngươi chỉ là một phân thân, nhưng là ở vũ trụ này mà nói, chỉ có ba kiếm tu phía sau ngươi mới có thể giết phân thân này của ta. Cũng đừng nghĩ đến chủ ý không đứng đắn khác, bởi vì điều ngươi có thể nghĩ đến, ta cũng có thể nghĩ đến. Diệp Huyên nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Đạo nhất cười nói, rất đơn giản, giúp ta làm một vài chuyện. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì? Đạo nhất cười nói, ba chuyện. Thứ nhất, giúp ta mở một đồ vật chủ nhân từng để lại. Diệp Huyên không nói gì. Đạo nhất chỉ quầng sáng bên cạnh, thời gian không còn nhiều đâu. Đám người hư vô tâm sắp đến vũ trụ ngũ duy rồi. Diệp Huyên hỏi, đồ gì vậy? Đạo nhất cười, nàng nhìn quầng sáng kia, dừng lại. Vừa dứt lời, trong quầng sáng hư vô tâm ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó dừng lại tại chỗ. Đạo nhất xoay người đi đến trước cây đại thụ kia, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên trên cây đại thụ, trên đó có 11 cái hộp. Đạo nhất chỉ vào một trong những cái hộp kia là chủ nhân để lại cho ta, ngươi gọi nó xuống, sau đó mở ra. Diệp Huyên nhíu mày, chuyện này đối với ngươi mà nói không phải là một chuyện rất đơn giản sao? Đạo nhất cười nói, không đơn giản chút nào, bởi vì cây này có kết giới mạnh mẽ do chủ nhân để lại, bản thể của ta ở đây có thể lấy được, nhưng mà hiện tại không được. Diệp Huyên cảm nhận một chút cái cây kia, quả nhiên. Cây này có một lực lượng thần bí bao phủ. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nhìn cái hộp kia, xuống đây. Cây đại thụ khẽ run lên, ngay sau đó, cái hộp kia từ từ hạ xuống, cuối cùng rơi xuống trước mặt đạo nhất. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, mở ra. Diệp Huyên nhìn hộp, mở ra. Hộp đột nhiên mở ra, một bức thư đột nhiên bay đến trước mặt đạo nhất. Đạo nhất nhận lấy thư, nàng ta mở thư ra đọc. Không biết đọc thấy gì, hai tay nàng ta đột nhiên run lên, nàng ta quay lưng lại với Diệp Huyên, một lát sau, cả người nàng ta cũng run rẩy. Diệp Huyên không phát hiện, giờ phút này trong mắt đạo nhất, nước mắt không ngừng rơi. Qua một lúc lâu, đạo nhất bỗng nói, ngươi thật ngốc. Nói rồi nàng ta lấy lại phong thư kia, mà khi nàng ta quay người nhìn Diệp Huyên, nước mắt trên mặt đã biến mất, khôi phục lại như vẻ bình thường. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, đi theo ta. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên đang định rời đi thì lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên kéo Diệp Huyên, nàng ta chỉ vào một cái hộp trên đầu, Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Mộ, hắn nhìn cái hộp kia, xuống đây. Hộp kia rơi xuống trước mặt Tiểu Mộ mở hộp ra, bên trong hộp là một cuốn sách cổ, mặt trên có 4 chữ lớn, truy hồn nhất thí. Là một cuốn võ học. Tiểu Mộ nhìn Diệp Huyên khẽ cười, cho ngươi. Lúc này, đạo nhất ở phía xa bỗng nói, đây là thuật ám sát mạnh nhất trần đời này, nếu nàng ta học được, ngay cả pháp tắc vũ trụ cũng bị đe dọa rất lớn.
mà dưới pháp tắc vũ trụ thì gần như không ai có thể ngăn cản. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn Tiểu Mộ, cười nói, chủ nhân vẫn rất thương ngươi. Tiểu Mộ lạnh lùng liếc nhìn Đạo Nhất, sau đó cất cuốn sách cổ kia. Đạo Nhất đột nhiên điểm nhẹ xoay vòng, không gian xung quanh lập tức biến thành lốc xoáy kỳ lạ, nàng ta dẫn theo Diệp Huyên và Tiểu Mộ đi vào, ba người vừa vào, ngay sau đó ba người đã đến một vùng tinh không lạ lẫm. Tinh không tĩnh mịch không tiếng động, xung quanh tinh không mờ mịt, có chút áp lực nặng nề. Đạo Nhất đi về phía xa. Tiểu Mộ nhìn xung quanh, có chút hiếu kỳ và ngờ hoặc. Lúc này, Đạo Nhất cười nói, đây một trong những nơi chủ nhân từng ở, hiện tại đã là hoang phế rồi. Diệp Huyên liếc nhìn Đạo Nhất, không nói gì. Đạo Nhất cười nói, chắc chắn hiện tại ngươi rất hiếu kỳ rốt cuộc ta muốn ngươi những chuyện gì, ngươi yên tâm, không phải chuyện gì khiến ngươi khó khăn đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn để những người dị duy gì đến. Đạo Nhất gật đầu, đúng. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Đạo Nhất khẽ nhếch miệng, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyên không hỏi thêm. Không lâu sau, Đạo Nhất dẫn Diệp Huyên và Tiểu Mộ đến trước một cung điện, phía trước cung điện khổng lồ này có một bức tượng cao gần trăm trượng, hai tay cầm kiếm đặt trước ngực. Đạo Nhất cười nói, Đạo Kiếm A Tị là người bảo vệ nơi này. Có biết không, trước khi gặp kiếm tu sau lưng ngươi, ta vẫn luôn nghĩ rằng Đạo Kiếm A Tị này chính là đỉnh cao của kiếm đạo. Đáng tiếc là không phải, như câu nói từ xưa kia hay nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyên nhìn Đạo Kiếm A Tị, không biết đang nghĩ gì. Đạo Nhất lại nói, người muốn thức tỉnh hắn. Diệp Huyên gật đầu. Đạo Nhất lắc đầu, bây giờ chưa được. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Đạo Nhất cười nói, tên này sẽ gây rắc rối không nhỏ cho ta, vì vậy bây giờ ngươi không thể thức tỉnh hắn. Nào, ngươi dẫn đường đi, bởi vì chỉ có cảm nhận được hơi thở của ngươi thì hắn mới không thức tỉnh, hắn bây giờ đã rơi vào giấc ngủ sâu. Nhưng ý chí kiếm đạo sẽ theo bản năng mà trấn thủ nơi này. Ta không muốn ra tay, vì nếu phải ra tay, có khả năng hắn sẽ thức tỉnh, vì thế chỉ có thể để ngươi dẫn đường thôi. Diệp Huyên lại nhìn bức tượng kia, Đạo Nhất tiếp tục nói, đừng có thử đi thức tỉnh hắn, nếu không cái giá phải trả ngươi cũng không chịu nổi đâu. Diệp Huyên không nói gì, hắn đi về phía xa, khi đi qua bức tượng kia, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng ý chí kiếm ý nhưng rất chóng vánh. Ý chí kiếm đạo kia đã biến mất. Diệp Huyên đi về phía đại điện phía xa. Đạo Nhất liếc nhìn bức tượng, khẽ cười rồi đi qua. Ba người đi đến trước đại điện, bên trong đại điện kia có một bức tượng này là một cô gái, chỉ có một tay, tay phải cầm một thanh trường đao. Đạo Nhất cười nói, đao giả mục thánh, để tu đao mà tự mình chặt một tay, một người rất thú vị. Diệp Huyên khẽ nói, có thể nói về bọn họ không? Đạo Nhất gật đầu, bọn họ đi theo chủ nhân sớm hơn cả ta, là tả hữu hộ pháp bên cạnh chủ nhân, một là đao đạo vô song, một là kiếm đạo trí tuyệt, thực lực vô cùng mạnh. Trong thần đình vũ trụ ta, địa vị của bọn họ khá đặc biệt, vì bọn họ chỉ nghe theo lệnh chủ nhân, ngoài chủ nhân thì ai bọn họ cũng không nể mặt. Nhưng, có một người thì bọn họ lại nể mặt. Diệp Huyên hỏi, ai? Đạo Nhất cười nói, một cô gái rất thú vị, nàng ta không phải pháp tắc vũ trụ. Cũng không phải do chủ nhân nuôi dưỡng, lại càng không giống như vũ trụ này, nhưng chắc chắn nàng ta không phải người dị duy, mà lai lịch của nàng ta chỉ có chủ nhân biết. Năm đó sau khi chủ nhân xảy ra chuyện, nàng ta cũng biến mất theo. Ta vốn cho rằng nàng ta sẽ đến gây rối cho ta, nhưng lại không có, chuyện này khiến ta có chút bất ngờ. Mà nếu ta đoán không nhầm, có lẽ nàng ta đi theo luân hồi với chủ nhân rồi. Cũng có nghĩa là hiện tại có lẽ nàng ta đang ở bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi lại không biết nàng ta là ai. Diệp Huyên nhíu mày. Là ai? Muội muội. Niệm Niệm. An Lan Tú. Diệp Huyên lắc đầu, vẫn không nghĩ ra. Lúc này, Đạo Nhất bỗng nói, chúng ta vào điện đi. Nói xong, nàng ta bước vào điện. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, cùng đi vào theo, bên trong đại điện trống rỗng, rất vắng vẻ. Đạo Nhất nhẹ giọng nói, trước đây chúng ta từng ở đây nghe chủ nhân giảng giải. Tất cả mọi thứ tựa như chỉ mới hôm qua. Nói rồi, nàng ta lắc đầu cười, vật còn người mất. Diệp Huyên nhìn trước mặt, ở phía trước có 11 bồ đoàn.
Đạo Nhất đột nhiên đi đến trước một bồ đoàn trong đó, bồ đoàn đó là của chủ tọa, rõ ràng năm đó Diệp Thần thường ngồi ở bồ đoàn đó. Đạo Nhất xốc bồ đoàn lên, bên dưới bồ đoàn đó là một cây thước dài và một cuốn sách cổ. Cây thước dài hơn 3 tấc, một mặt đen, một mặt trắng. Đạo Nhất khẽ nhếch miệng, quả nhiên là ở đây. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, cây thước dài này là xích quy, chủ nhân thường nói, thế giới này phải có quy tắc, không có quy tắc sẽ không có trật tự, thế giới sẽ hỗn loạn, vì vậy, hắn đã tạo ra hai loại vũ khí. Xích quy này bao hàm quy tắc đại đạo, không chỉ có sức khống chế cực mạnh với vạn vật, mà còn khống chế cả chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, hắn muốn dùng nó để nhắm vào pháp tắc của vũ trụ khác. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy. Nếu bản thể ta ở bên cạnh thì không cần thứ này, nhưng đáng tiếc, bản thể ta không ở bên cạnh, vì vậy, muốn đối phó với mấy người A Mệnh thì buộc phải dùng vật này. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi không cần yên tâm, đây là ân oán tỉ muội chúng ta, ngươi làm người xem là được. Diệp Huyên nói, cô sẽ giết bọn họ sao? Đạo Nhất chớp mắt, ngươi đoán xem. Diệp Huyên trầm mặc. Đạo Nhất cười nói, đừng áy náy, không có ngươi thì ta vẫn có thể đi vào, chỉ là phiền phức hơn thôi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay siết chặt, cô nhắm vào ta là được, tại sao phải nhắm vào bất tử đế tộc? Tại sao? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, tại sao ngươi phải yêu cầu kẻ địch của ngươi nhân từ với ngươi? Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất đi đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn thẳng Diệp Huyên, cái ngươi nên nghĩ. Là tại sao ngươi không thể bảo vệ được bất tử đế tộc, chứ không phải tại sao ta phải nhắm vào bất tử đế tộc. Diệp Huyên siết chặt hai tay, im lặng. Đạo Nhất lại nói, một đường ngươi đi cũng không tính là thuận lợi, dù sao cũng có tai ách thì cả đời ngươi không có chuyện cũng sẽ có chuyện, có thể nói là ngươi không thuận lợi. Sau lưng ngươi lại có mấy cao thủ dựa dẫm, gặp phải chuyện không thể giải quyết thì bọn họ đều thay ngươi giải quyết. Nói rồi. Nàng ta lắc đầu khẽ cười, cho dù đến hiện tại, sâu trong lòng ngươi đều có một suy nghĩ, chính là ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của Thanh Nhi nhà ngươi, chỉ cần Thanh Nhi kia của ngươi đến thì ta chắc chắn sẽ chết. Mà có suy nghĩ này nên ở trước mặt ta ngươi không hề e sợ gì, vì ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi, một khi ta giết ngươi thì Thanh Nhi nhà ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện, sau đó giết ta. Nói đến đây, nàng ta chỉ nhẹ vào ngực Diệp Huyên, chủ nhân tốt của ta. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao? Cái gọi là tự tin của ngươi, thật ra đều dựa vào người khác, ví dụ như phụ thân ngươi, ví dụ như Thanh Nhi kia của ngươi, lúc này, ngươi thử ngẫm nghĩ lại xem, nếu không có hai người họ, ngươi sẽ thế nào? Sắc mặt Diệp Huyên u ám, không nói gì. Đạo Nhất tiếp tục nói, ta biết, ngươi thường cảm thấy, tất cả mọi thứ này không công bằng với ngươi. Bởi vì đối thủ hiện tại của ngươi, đều không cùng cấp bậc với ngươi. Hơn nữa, ngươi còn cho rằng, đa phần nhân quả trên người ngươi đều đến từ phụ ngươi và muội muội Thanh Nhi của ngươi, cũng với chủ nhân trước kia, ngươi là người bị hại, thật ra, ngươi nghĩ như vậy, cũng không hề sai. Tất cả mọi thứ đối với ngươi quả thực không công bằng. Nhưng, từ xưa đến nay, công bằng chẳng phải đều do bản thân tự giành lấy sao. Thế giới này có quá nhiều chuyện không công bằng, ví dụ như kiến, chúng nó sinh ra đã là kiến rồi, chỉ có thể bị người dẫm đạp. Như vậy đối với nó công bằng sao? Không công bằng. Nói rồi, nàng ta lắc đầu khẽ cười, ngươi cảm thấy không công bằng, cảm thấy bản thân bất hạnh, nhưng ngươi lại không phát hiện, trên thế giới này, người bất hạnh hơn ngươi còn nhiều nhiều hơn nữa. Ít nhất, ngươi còn có một người cha mạnh đến vô địch và muội muội. Có vài người, thường ôm hận dày mình không tốt, nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ đến, có vài người đến chân còn không có. Diệp Huyên khẽ cúi đầu. Không biết đang nghĩ gì. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, kẻ yếu và người vô năng, mới đi ôm hận những thứ vận mệnh bất công. Còn công bằng, trên thế giới này không có công bằng tuyệt đối, cũng không có công bằng vô duyên vô cớ. Vĩnh viễn đừng cầu xin người mạnh hơn ngươi cho ngươi công bằng, người khác cho ngươi công bằng, đó là người ta nhân từ, người khác không cho ngươi công bằng, đó là điều hiển nhiên. Giống như lúc này, ta nguyện ý nói chuyện rõ ràng với ngươi, vì vậy chúng ta nói chuyện. Nếu không muốn nói với ngươi, ngươi có thể làm sao? Ta biết, ngươi sẽ nói, cha ngươi là vô địch, em gái ngươi là vô địch. Nói rồi, nàng ta cười rồi nói tiếp, ta thừa nhận, cha ngươi quả thực là vô địch, muội muội ngươi đúng là vô địch, nhưng ngươi thì sao? Ngươi vô địch sao? Nói một câu vô cùng tổn thương ngươi,
bây giờ một ngón tay ta cũng có thể giết ngươi 100 lần. Nói đến đây, nàng ta khẽ vỗ vai Diệp Huyên, làm một kẻ mạnh đời thứ hai không xấu hổ, xấu hổ là ngươi xem đó là vinh quang. Chủ nhân thân yêu à, thứ cho ta nói thẳng, không có cha và muội muội ngươi thì ngươi chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả. Lời nói như đao, từng chữ chu tâm. Diệp Huyên rất muốn phản bác đạo nhất, nhưng vừa mở miệng thì lại không biết phản bác thế nào. Không có cha và thanh nhi, bản thân là gì chứ? Đối với cấp bậc như đạo nhất mà nói, quả thực cái gì cũng không phải. Còn nữa, đạo nhất đúng là không sai, bản thân có tư cách gì mà ôm hận thế đạo này không công bằng. Chuyện không công bằng thế gian này có quá nhiều. Bản thân tuy là ách thể, sinh ra đã bị người khác nhắm vào, nhưng hắn vẫn còn sống, còn có cha và thanh nhi, mà rất nhiều người khi đối diện với vận mệnh bất công, ngay cả cơ hội phản kháng cũng chẳng có. Dù sao hắn cũng có cơ hội phản kháng rồi. Đạo nhất đi đến bên ngoài điện, nàng ta nhìn chân trời phía xa, nhẹ giọng nói, chủ nhân, ngươi không còn là trẻ con nữa. Đừng có giữ suy nghĩ là gặp người nào không đánh được thì lại gọi người lớn đến nữa. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Đạo nhất quay người nhìn Diệp Huyên, cười nói, thật sự đã hiểu. Diệp Huyên gật đầu, thật sự đã hiểu rồi. Đạo nhất khẽ gật đầu, hiểu được thì tốt, vì nếu ngươi còn không hiểu thì ngày tháng sau này ngươi sẽ càng khổ sở hơn, đánh mất nhiều hơn. Nói rồi, nàng ta đi ra bên ngoài điện. Bên trong, một lúc lâu Diệp Huyên vẫn chưa nói gì. Lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên kéo tay Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Tiểu Mộ nắm chặt tay Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên khẽ cười, ta không sao. Nói rồi, hắn kéo tay Tiểu Mộ đi ra bên ngoài. Bên ngoài điện, đạo nhất nhìn hai người nắm chặt tay, nàng ta quay người cười nói, chúng ta đến nơi tiếp theo. Diệp Huyên gật đầu, nghe theo cô. Đạo nhất quay người nhìn Diệp Huyên, nghe theo ta. Diệp Huyên gật đầu. Đạo nhất cười nói, xem ra vừa nãy ngươi thật sự đã nghe thấy rồi. Đi thôi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên dắt Tiểu Mộ đi theo. Khi đi qua bức tượng kia, Diệp Huyên cũng không nhìn đến. Hắn không có suy nghĩ gì khác. Vì hắn biết, suy nghĩ gì của hắn cũng không thực tế, cho dù hắn thức tỉnh hai bức tượng này thì hai bức tượng này cũng chưa chắc có thể làm gì được cô gái này. Trong tinh không. Đạo nhất chậm bước, Diệp Huyên và Tiểu Mộ chậm bước theo sau. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, cuốn sách cổ vừa nãy là gì? Đạo nhất cười nói, là một cuốn sách cổ chủ nhất từng rất thích. Diệp Huyên hỏi, sách cổ gì? Đạo nhất nói, quy tắc luận, do chủ nhân viết. Ta rất thích nửa phần đầu. Diệp Huyên liếc nhìn đạo nhất, không thích phần sau. Đạo nhất cười nói, cũng không phải không thích, chỉ là cảm thấy. Phần sau không quá thực tế, chủ nhân nói, vũ trụ này phải có quy tắc, người càng mạnh thì càng phải có quy tắc ràng buộc, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến một vấn đề, chính là nếu có người mạnh hơn hắn thì sao? Lại nói, hắn là người lập ra quy tắc, nếu hắn phạm quy tắc thì ai sẽ đến ràng buộc hắn? Diệp Huyên nói, người có nói ông ấy không? Đạo nhất gật đầu, có nói, nhưng, không thể thay đổi suy nghĩ của hắn, có nhiều lúc chủ nhân rất cố chấp. Diệp Huyên đột nhiên nói, vậy suy nghĩ của cô thì sao? Đạo nhất chợt dừng bước, nàng ta quay người nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Đạo nhất khẽ cười nói, người có biết một khuyết điểm lớn nhất của chủ nhân là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Đạo nhất cười nói, khuyết điểm lớn nhất là không thích hỏi ý kiến người khác, từ đó tới nay hắn chỉ chăm chăm vào suy nghĩ của mình. Thật ra điều này cũng không sai. Vì chủ nhân nghĩ gì, đối với mảnh vũ trụ này, tất cả đều là chuyện tốt thôi. Nhưng mà... Nói xong, nàng ta lắc đầu, hắn nuôi dưỡng chúng ta, muốn chúng ta trở thành người bảo vệ khoảng vũ trụ này. Ví dụ như pháp tắc sinh mệnh, nàng ta sẽ không muốn bảo vệ nơi này, nàng ta chỉ muốn ở cạnh hắn. Còn ta cũng không muốn, càng không muốn sống theo ý muốn của hắn. Hắn rất tôn trọng chúng ta. Coi chúng ta như người thân nhưng hắn lại chưa từng biết chúng ta thật sự muốn cái gì. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, cô muốn cái gì? Đạo nhất cười nói, thứ ta muốn. Nói đơn giản thì cũng đơn giản thôi mà nếu bảo phức tạp, nó cũng không đơn giản. Nhưng đã còn ý nghĩa gì rồi? Nói xong,
Nàng ta khẽ lắc đầu, người sống ở đời, rất khó được sống theo ý mình, ai cũng có trách nhiệm riêng. Kể cả ngươi cũng vậy, bây giờ ngươi còn sống, mà không chỉ sống vì bản thân, ngươi còn phải sống vì bất tử đế tộc và sinh linh của vũ trụ ngũ duy. Tới đây, nàng ta lại nhìn thoáng qua tinh không, vẫn mỉm cười, nhân gian này rất tốt đẹp nhưng tương lai sẽ không tới nữa. Diệp Huyên nhìn thoáng qua đạo nhất, không nói gì. Trực giác mách bảo, chuyện đạo nhất phản bội Diệp thần năm đó không đơn giản như vậy. Chỉ chốc lát, họ tới một mảnh đại lục, nhờ sự chỉ dẫn của đạo nhất, ba người vào một chỗ bên hồ, giữa hồ có một căn nhà trúc. Quanh hồ có bốn ngọn núi lớn, bốn ngọn núi này đứng sừng sững như thể bao vây hồ nhỏ này. Đạo nhất cười, đây là nơi chủ nhân thích nhất, vì nó khá yên tĩnh. Nàng ta chỉ vào bốn ngọn núi lớn, trong bốn ngọn núi này có bốn yêu thú cực mạnh đang say ngủ, đều là thú cưỡi của chủ nhân, một trong số đó còn không phải là loại thuộc về vũ trụ này. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, không thuộc về vũ trụ này. Vậy rốt cuộc có mấy vũ trụ? Đạo nhất liếc mắt rồi nói, có biết vũ trụ của người dị duy khác gì với chỗ chúng ta không? Diệp Huyên lắc đầu. Đạo nhất cười, thời gian. Diệp Huyên nhíu mày, thời gian. Đạo nhất gật đầu, trong duy độ vũ trụ này có thời gian nhưng đối với sinh linh, thời gian là thứ hư vô mờ ảo. Chúng ta cũng biết thời gian là thứ có tồn tại nhưng lại chẳng thể nào khống chế kiểm soát nó, ví dụ, người quay lại quá khứ được sao? Hay người có thể đi tới tương lai không? Dù là người mạnh cỡ nào cũng không thể làm được, dù vài người có năng lực tiên đoán phúc hay họa trong tương lai nhưng họ vẫn không thể đi tới tương lai, cũng chẳng thể quay về quá khứ. Thời gian thế giới này là cố định, không thể bị kiểm soát. Diệp Huyên trầm giọng, người dị duy làm được sao? Đạo nhất đáp, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu chặt mày, làm sao mà được chứ? Đạo nhất cười, thế giới dị duy được gọi là dị duy giới, thế giới đó nhiều hơn chúng ta một duy độ, tại đó, thời gian có thể bị khống chế, có thể đảo lộn, giống như không gian của chúng ta bây giờ vậy. Sau đó tay phải đạo nhất nhẹ nhàng vung lên, không gian trước mặt bị vặn vẹo biến hình, nhìn đi, chúng ta có thể tùy tiện điều khiển không gian. Thậm chí hủy diệt nó, càng có thể cải tạo nó nhưng ta không thể điều khiển thời gian. Còn ở dị duy giới, thời gian sẽ bị kiểm soát, mà trong mắt người ở đó, chúng ta là vật thể trong suốt, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai của chúng ta, họ đều thấy hết. Nói một cách đơn giản thì họ nhìn chúng ta như chúng ta đang xem một bức họa, người trong tranh không thấy chúng ta nhưng chúng ta lại có thể quan sát toàn bộ bức vẽ, không chỉ thế, chúng ta còn có thể đảo lộn hay sửa chữa bức tranh đó nữa. Nếu người dị duy giới tiến vào nơi này, họ có thể chỉnh sửa thời gian của chúng ta, còn có thể trốn trong thời gian duy độ để điều khiển mọi thứ của chúng ta, chính chúng ta lại chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Diệp Huyên trầm giọng, kinh khủng thế à? Đạo nhất gật đầu, đây là sự áp chế bởi duy độ, không quá liên quan tới thực lực. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, nếu muội muội thanh nhi của ta là người dị duy thì chúng ta có phần thắng không? Đạo nhất đáp, có. Diệp Huyên nhíu mày, theo như những gì cô nói thì chúng ta còn chẳng cảm giác được thời gian, mà họ lại có thể tùy tay đảo lộn thời gian của chúng ta, thậm chí nhìn thấy được tương lai của chúng ta. Vậy sao Thanh Nhi có thể thắng nổi? Đạo nhất nói, chúng ta không có năng lực điều khiển thời gian nhưng thời gian thật sự tồn tại, như lúc này đây, thời gian của chúng ta cũng đang trôi qua từng chút một, nọ là sự tồn tại chân thật. Mà muội muội Thanh Nhi kia của ngươi sở hữu thanh kiếm có thể chém được thời gian. Chỉ một kiếm của nàng ta, thời gian, không gian gì đó đều diệt vong. Cho nên người vũ trụ này muốn đánh bại người dị duy, đó không phải là chuyện bất khả thi nhưng phải nói là vô cùng khó khăn, bởi ngươi phải phá hủy năng lực thời gian mới được. Ngày xưa, chỉ có chủ nhân làm được, sau đó thì pháp tắc vũ trụ cũng có thể khi cố gắng hết sức, họ có thể làm được là vì chủ nhân đã dạy họ. Nhưng nếu đụng phải cường giả đứng đầu dị duy, họ cũng bó tay thôi. Diệp Huyên vẫn trầm giọng, nói vậy là Thanh Nhi không sợ người dị duy. Đạo nhất gật đầu, cấp bậc như nàng ta tất nhiên không sợ, khi người dị duy đấu với chúng ta, lợi thế của họ chính là sửa đổi thời gian của chúng ta, lẩn trốn trong duy độ thời gian, nếu chúng ta có thể tiêu diệt luôn cả thời gian đã bị sửa, họ không còn đáng sợ nữa. Nhưng đáng tiếc, trước mắt, trong vũ trụ này, người có thể hủy diệt thời gian chỉ có ba người thôi, là ba kiếm tu. Mấy người A Mệnh cũng được coi như một nửa người thôi. Diệp Huyên khó hiểu, theo lời cô,
người thế giới dị duy mạnh hơn người bên chúng ta, vậy sao họ lại muốn tới vũ trụ này? Đạo Nhất trừng mắt, người đánh nhau với người ta hở ra là hủy cả một lãnh thổ, mà một lãnh thổ vậy chỉ như con kiến, ngươi từng nghĩ tới chúng sao? Ngươi sẽ để ý sự sống chết của con kiến sao? Hay là khi ngươi đi ngang qua một nơi, trên mặt đất có con kiến, ngươi sẽ tự ngẫm là mình có thể giết được nó hay không à? Không đâu, ngươi còn chẳng thèm liếc nó nữa kia. Con kiến cũng có sinh mệnh mà, ngươi có biết trong thế giới của chúng sẽ đối xử với con người thế nào không? Diệp Huyên im lặng. Đạo Nhất cười nói, chủ nhân cảm thấy thế giới này nên có quy tắc, kẻ mạnh cần phải bị kiềm chế, ta rất đồng ý với suy nghĩ này nhưng ta càng cảm thấy vũ trụ này thích hợp cho người sinh tồn, nói thẳng thừng là để cho cường giả sinh tồn. Giống như việc con người ăn thịt vậy, chỉ cần con người còn sống tốt, súc vật chết hay sống, con người sẽ để ý tới à? Đây chính là đạo của pháp tắc tự nhiên. Nói xong nàng ta cười, đi nào, dẫn ngươi tới gặp một người có quan hệ rất mật thiết với ngươi. Hai người Diệp Huyên đi theo Đạo Nhất đến trước một căn nhà trúc nhỏ, ở trước căn nhà trúc, Diệp Huyên gặp một người quen. Tiểu Ách. Lúc này Tiểu Ách ngồi dưới đất đánh cờ với một cô gái mặc váy đỏ. Khi nhìn thấy Tiểu Ách, Diệp Huyên nao nao, sau đó khẽ nói Tiểu Ách. Tiểu Ách không quay đầu nhìn Diệp Huyên, vẫn ngồi yên đánh cờ. Lúc này, cô gái mặc váy đỏ nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, nhưng cũng không nói gì. Đạo Nhất đột nhiên đi đến bên cạnh cô gái váy đỏ, cười nói, giới thiệu cho ngươi, đây là pháp tắc tai ách. Pháp tắc tai ách. Ánh mắt Diệp Huyên rơi xuống người cô gái váy đỏ, lúc này cô gái váy đỏ cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt cô gái váy đỏ hờ hững, không được thân thiện cho lắm. Đạo Nhất cười nói, ngươi trải qua không thuận lợi như vậy, không thoát khỏi liên quan tới tai ách của chúng ta. Bây giờ nhìn thấy bản thân nàng ta, có cảm nghĩ gì? Diệp Huyên thản nhiên nói, không có. Đạo Nhất chớp chớp mắt, không có. Diệp Huyên nói, đánh không lại. Đánh không lại. Đạo Nhất hơi ngẩn ra, sau đó cười lớn nói, quả thật là vậy. Ngươi bây giờ vẫn kém xa tai ách của chúng ta. Nói xong nàng ta nhìn về phía Tiểu Ách, chủ nhân, ngươi biết không? Lúc trước Tiểu Ách vì giúp ngươi mà chống lại chúng ta, đây là điều mà chúng ta không ngờ đến. Lúc này, pháp tắc tai ách đột nhiên nói, hắn không phải là chủ nhân. Đạo Nhất lắc đầu, hắn chính là. Tai ách khẽ nhíu mày, ngươi biết hắn không phải. Đạo Nhất cười nói, hắn phải. Tai ách lắc đầu, hắn không phải. Đạo Nhất lại nói, tai ách, ngươi biết vì sao hắn đúng là chủ nhân không? Tai ách nhìn Đạo Nhất, vì sao? Đạo Nhất cười nói, bởi vì vận mệnh của hắn và chủ nhân đã hòa vào làm một thể. Hơn nữa, không đơn giản chỉ là luân hồi chuyển thế nữa. Rồi sẽ có một ngày hắn nhớ ra mọi chuyện trước kia. Khác biệt duy nhất chính là, hắn có trí nhớ của đời này. Tai ách im lặng. Đạo Nhất mỉm cười, tôn trọng hắn một chút. Tai ách vẫn không nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyên đi đến trước mặt Tiểu Ách, hắn nhìn Tiểu Ách, nhìn thấy cô ta rất vui mừng. Tiểu Ách liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi đến nơi này làm gì? Diệp Huyên nói, Đạo Nhất gọi ta đến. Tiểu Ách nhìn về phía Đạo Nhất cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Ta chỉ cần hắn phối hợp với ta làm một số chuyện. Tiểu Ách hơi cúi đầu, không nói gì. Đạo Nhất khẽ xoa đầu Tiểu Ách, cười nói, nhóc con, người rất quan tâm hắn. Nhưng mà, tên này cũng không phải là người một lòng, hơn nữa, hắn hầu như luôn luôn trốn tránh chuyện tình cảm, trước giờ đều không nghiêm túc đi giải quyết, bởi vậy. Nếu ngươi có suy nghĩ khác với hắn, cuối cùng sẽ chỉ tự làm tổn thương chính mình. Tiểu Ách lắc đầu liên tục, không có. Đạo Nhất mỉm cười, có hay không, ta còn không nhìn ra được sao. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có cảm giác gì với Tiểu Ách? Diệp Huyên do dự một chút, không nói gì. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi thật hèn nhát, ít nhất về mặt tình cảm, ngươi chính là một tên hèn nhát. Diệp Huyên đang định nói chuyện, Đạo Nhất chợt nói tiếp, bên cạnh ngươi có không ít phụ nữ, phần lớn đều có ý với ngươi, nhưng ngươi thì sao? Ngươi chưa bao giờ cho bọn họ một thái độ rõ ràng. Ví dụ như An cô nương đi cùng ngươi từ Thanh Thành đến kia. Ngươi đã từng hứa hẹn gì với nàng ta chưa? Chưa từng, còn cả tiểu cửu cô nương của Thanh Thành kia, còn cả quốc chủ Thác Bạt của Khương quốc kia nữa, ngươi có còn nhớ nàng ta hay chăng?
Diệp Huyên gật đầu, nhớ rõ. Đạo Nhất cười nói, vậy ngươi có biết, nàng ta ở Thanh Thành chờ ngươi đau khổ thế nào không? Ngươi chưa từng hứa hẹn với nàng ta, càng chưa từng chủ động liên lạc với nàng ta, trong thế giới của nàng ta, ngươi giống như đã biến mất. Nhưng mà, nàng ta vẫn đang chờ ngươi, lẻ loi chờ ngươi. Diệp Huyên khẽ cúi đầu, không nói gì. Đạo Nhất tiếp tục nói, vốn dĩ, ta muốn cho ngươi một bài học, nhưng nhìn thấy nàng ta đáng thương như vậy, ta từ bỏ. Chủ nhân tốt của ta ơi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi lòng mình đi, ngươi xứng đáng để nàng ta chờ đợi hay sao? Diệp Huyên im lặng cúi đầu. Đạo Nhất cười nói, tiểu ách vì ngươi không tiếc chống lại tai ách, mà ngươi thì sao? Ngươi có từng chủ động đi tìm nàng ta hay không? Có từng nghĩ nàng ta sẽ gặp phải nguy hiểm hay không? Chủ nhân, ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình, ngươi đã từng thật sự quan tâm đến nàng ta chưa? Đừng nói ngươi quan tâm. Quan tâm không phải chỉ nói, mà phải dùng hành động để chứng minh. Nhưng từ khi tiểu ách biến mất cho đến bây giờ, ngươi đều không chủ động đi tìm nàng ta. Nói thật, ngươi hoàn toàn không xứng để nàng ta làm như vậy. Diệp Huyên gật đầu, lỗi của ta. Đạo Nhất cười nói, lỗi của ngươi, rất nhiều rất nhiều. Về mặt tình cảm, ngươi phụ lòng rất nhiều người. Nếu như không thích, vậy cũng đừng quyến rũ người ta, bởi vì nếu một cô gái thích một người, mà nàng ta lại không phải là người mà người đàn ông đó thích, vậy sẽ rất đau khổ. Nói xong, nàng ta lắc đầu, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, ngươi đều như vậy, về mặt tình cảm, trước giờ ngươi vẫn luôn luôn trốn tránh. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Nhất, ngươi tìm ta đến làm gì? Đạo Nhất cười, đừng đổi chủ đề, ta còn chưa nói xong. Chẳng lẽ ngươi không nên nói chút gì với tiểu ách hay sao? Diệp Huyên im lặng một lát. Sau đó hắn đi đến trước mặt tiểu ách, khẽ nói, từ lúc bắt đầu, ta coi cô là kẻ địch, mọi lúc mọi nơi ta đều nghĩ làm thế nào giết chết cô. Về sau, ta dần dần coi cô là bạn bè. Khi nhìn thấy cô vì ta mà bị pháp tắc tai ách hủy diệt thân thể, ta rất cảm động, nhưng ta biết, cảm động không phải là yêu. Ta thích cô, so với tình bạn nhiều hơn một chút, so với tình yêu ít hơn một chút, đây chính là cảm giác của ta đối với cô. Tiểu ách im lặng rất lâu. Sau đó nói, ta cũng vậy. Diệp Huyên mỉm cười, bây giờ, ta cảm thấy ta thích cô nhiều hơn một chút. Tiểu ách thoáng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên khẽ nói, ta không tìm cô trách ta sao? Tiểu ách nhìn Diệp Huyên, trách. Diệp Huyên nói, xin lỗi. Nói xong, hắn lấy một người gỗ nhỏ ra, đặt vào trong tay tiểu ách. Người gỗ nhỏ giống tiểu ách như đúc. Hơn nữa còn mang theo tươi cười. Tiểu ách nhìn người gỗ nhỏ trong tay, không nói lời nào. Diệp Huyên lại nói, xin lỗi. Tiểu ách cất người gỗ nhỏ lại, tha thứ cho ngươi. Đạo Nhất ở bên cạnh cười nói, xem ra, khúc mắc trong lòng tiểu ách đã được cởi bỏ. Tiểu ách nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi làm cái gì? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất cô nương, tiếp theo ngươi muốn ta làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, một việc cuối cùng. Nói xong, nàng ta chỉ vào một nơi không xa phía sau lưng, nơi đó có một giá sách thật dài, trên đó đặt đầy sách cổ, ít nhất cũng hơn vạn cuốn. Đạo Nhất nói, đọc hết chúng. Diệp Huyên nhìn về phía những cuốn sách cổ đó, đọc hết chúng. Diệp Huyên gật đầu, đọc hết chúng là ngươi có thể đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyên cười nói, không muốn làm gì, đọc hết chúng, ngươi có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa, hư vô tộc cũng sẽ không đến vũ trụ ngũ duy. 5 năm, ta cho ngươi 5 năm, trong vòng 5 năm, ngươi phải trưởng thành. Diệp Huyên im lặng một lát, hắn đi đến trước giá sách đó, cầm một cuốn sách cổ lên xem, khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Là một quyển võ học. Võ học hắn chưa từng thấy. Võ học vượt qua hiểu biết của hắn. Đạo Nhất chợt nói, đây đều là chủ nhân mang đến, có tâm pháp, có võ học, có thần thông, cũng có một số tri thức vượt qua thế giới này. Có thể nói đây là những đồ vật có giá trị nhất trong vũ trụ này. Biết vì sao pháp tắc vũ trụ mạnh như vậy không? Bởi vì từ nhỏ chủ nhân đã dạy chúng ta những điều này, hiểu biết về thế giới này của chúng ta vượt xa những người khác trong vũ trụ này. Đặc biệt là những võ học và tâm pháp đó cho dù dùng tầm nhìn hiện giờ của ta đi xem,
ta vẫn cảm thấy cực kỳ tốt. Hơn nữa bên trên còn có ghi chú và tâm đắc của chủ nhân, ngươi đọc những thứ này nhiều hơn chút, vậy có thể giúp ngươi bớt phải đi rất nhiều đường vòng. Diệp Huyên nhìn về phía đạo nhất, bây giờ ta lại không hiểu rõ ý đồ của ngươi. Đạo nhất cười nói, không cần hiểu rõ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, từ giờ phút này trở đi, ngươi chỉ có 5 năm. 5 năm, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Trong vòng 5 năm này, ngươi có cơ hội thay đổi vận mệnh trong tương lai của mình. Nói rồi, nàng ta đi đến trước giá sách kia, sau đó cầm một cuốn sách cổ xuống đưa đến trước mặt Diệp Huyên, nếu như ngươi không cố gắng, 5 năm sau sẽ có rất nhiều người chết. Giống như bất tử đế tộc vậy, ngươi chỉ có thể nhìn một người lại một người của bất tử đế tộc tự bạo mà không thể làm gì. Khi đó, ngươi sẽ còn tuyệt vọng hơn khi ở bất tử đế tộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Đạo nhất lắc đầu cười, đây không phải vấn đề ngươi nên nghĩ bây giờ ngươi nên nghĩ chính là mình nên làm cái gì. Dù sao, bây giờ thời gian của ngươi cũng không phải rất nhiều. Diệp Huyên liếc nhìn đạo nhất, sau đó mở cuốn sách cổ đạo nhất đưa cho hắn, liếc nhìn, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên nghiêm trọng. Đạo nhất cười, sau đó đi đến trước mặt Tiểu Ách ở bên cạnh, ngươi cũng đi đọc đi. Tiểu Ách nhìn về phía tai Ách gật đầu, đọc đi. Lúc này Tiểu Ách đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Huyên, đọc những cuốn sách cổ đó cùng Diệp Huyên. Đây đều là những đồ quý giá nhất vùng vũ trụ này, tùy tiện đưa một cuốn ra bên ngoài thôi cũng sẽ khiến toàn bộ vũ trụ chấn động. Diệp Huyên và Tiểu Ách cùng nhau đọc, thi thoảng hai người lại thảo luận. Mà đạo nhất ngồi xuống trước mặt Tài Ách, nàng ta thoáng nhìn bàn cờ, lắc đầu, tài đánh cờ của Tiểu Ách đúng là nát. Nói xong, nàng ta cầm một quân cờ đen đánh xuống. Bên đen vốn dĩ đã bị ép đến đường cùng đột nhiên sống lại. Tai Ách cầm một quân cờ đánh xuống, ngươi muốn làm gì? Đạo nhất cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tai Ách lắc đầu, hắn rất hận ngươi, nếu như cho hắn cơ hội, hắn sẽ không chút do dự giết ngươi. Đạo nhất gật đầu, ta biết. Tai Ách khẽ nói, đạo nhất, nếu như ngươi muốn khiến hắn trở nên ưu tú hơn, vậy không nên làm quá tuyệt tình, ngươi diệt bất tử đế tộc. Hắn sẽ không tha thứ cho ngươi. Đạo nhất lại gật đầu, ta biết. Tai Ách nhíu mày, đạo nhất chợt lùi về sau dựa vào thành ghế ngửa mặt lên, hai tay nàng ta đưa lên làm gối đầu, khẽ nói, trên đoạn đường này có rất nhiều người giúp đỡ hắn. Trông hắn có vẻ rất thảm, rất mệt, nhưng mà, dù thế nào hắn cũng không chết, bởi vì thời khắc mấu chốt sẽ luôn có người đi ra giúp hắn. Tất cả mọi người đều làm người tốt, dù sao cũng phải có người đi làm người xấu chứ. Nói xong, nàng ta quay đầu thoáng nhìn Diệp Huyên ở xa xa, ta sẽ ác với hắn hơn. Bên ngoài căn nhà trúc, chẳng biết lúc nào đã có mưa rơi xuống, mang theo chút hít hơi lạnh. Bên trong căn nhà trúc, Diệp Huyên và Tiểu Ách lặng lẽ đọc sách, hai người đều rất nghiêm túc. Bên cạnh, Đạo Nhất và Tai Ách yên lặng đánh cờ. Rất yên tĩnh. Diệp Huyên đọc rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, hắn nhìn tên cuốn võ học này, đại đạo quy nhất. Bên trong trình bày bản chất của vô số loại đại đạo, cũng bao gồm kiếm đạo. Hắn đã từng không có phương hướng, cũng không có nơi nào học tập, nhưng bây giờ thì có rồi. Diệp Huyên biết, đây là một cơ hội của hắn. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày Diệp Huyên đều điên cuồng đọc sách, sau đó lĩnh hội, nhiều khi, hắn cũng sẽ xin Đạo Nhất chỉ bảo. Mà Đạo Nhất cũng đều nói ra. Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Một tháng qua, mặc dù cảnh giới kiếm đạo của Diệp Huyên vẫn chỉ là phá phàm cảnh, nhưng tâm cảnh của hắn đã tăng lên rất nhiều. Sự thật chứng minh, muốn tăng cấp, không chỉ đơn giản là cần chiến đấu, mà còn cần học tập, bởi vì học tập có thể khiến ngươi nhận ra thiếu sót của mình, khiến cho ngươi tìm được một phương hướng để cố gắng. Chiến đấu mù quáng là không được. Đương nhiên, chỉ học tập không thực chiến cũng không được. Nói tóm lại, một tháng qua, Diệp Huyên thu hoạch được rất nhiều. Nhưng mà, hắn lại sinh ra một loại cảm giác, đó chính là cảm thấy mình rất ngu dốt, không có tri thức về võ đạo của thế giới này, không có tri thức về kiếm đạo. Càng nâng cao, càng cảm thấy mình ngu dốt. Mà lúc này Diệp Huyên cũng mới hiểu được, vì sao những pháp tắc vũ trụ đó lại mạnh mẽ như vậy. Bởi vì từ nhỏ những pháp tắc vũ trụ đó đã tiếp nhận loại dạy dỗ văn minh võ đạo này, có thể không mạnh mẽ được sao?
Ngày hôm nay, đạo nhất rời khỏi nhà Trúc, không biết đi nơi nào. Diệp Huyên đọc một cuốn sách cổ rất lâu, hắn đột nhiên đi đến trước mặt pháp tắc Tai Ách, Tai Ách nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, đạo nhất đâu? Thật ra ánh mắt hắn nhìn Tai Ách này cũng không được thân thiện cho lắm, dù sao sở dĩ đoạn đường này hắn thê thảm như vậy, không thể bỏ qua công lao của người phụ nữ này. Tai Ách thản nhiên nói, đi làm chút chuyện rồi. Diệp Huyên liếc nhìn Tai Ách, hỏi một câu, được không? Tai Ách nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên đặt sách cổ trong tay lên bàn, nơi này nói, đại đạo chính là mình, ta từng đọc một đoạn như vậy, nhưng ta biết, chắc chắn ý nghĩa thật sự trong này không chỉ giống như ta biết, có thể nói rõ chi tiết cho ta không? Tai Ách không nói gì. Diệp Huyên khẽ gật đầu, làm phiền rồi. Nói xong, hắn cầm sách cổ đứng dậy rời đi, lúc này, Tai Ách đột nhiên nói, đại đạo chính là mình, ý nghĩa chính là đại đạo chính là ngươi, ngươi không cần theo đuổi đại đạo. Ngươi cần phải phát hiện bản thân, hiểu rõ bản thân, vượt qua bản thân, cuối cùng, hủy diệt bản thân. Diệp Huyên nhíu mày, cái trước ta biết, còn cái sau, hủy diệt bản thân. Tai Ách mặt không cảm xúc, biết bươm bướm không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Tai Ách lại hỏi, trước bươm bướm là cái gì? Nghe vậy, trong mắt Diệp Huyên bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn nắm chặt cuốn sách cổ kia, một lát sau, hắn khẽ nói, ta hiểu rồi. Hóa kén thành bướm. Lột xác. Hủy diệt bản thân không phải là giết chết bản thân, mà là chỉ lột xác. Nghĩ đến đây, suy nghĩ trong đầu Diệp Huyên thông suốt, rộng mở sáng tỏ. Hắn cũng không trực tiếp đạt đến diệt phàm cảnh, vẫn là pha phàm, nhưng lúc này, tâm cảnh của hắn đã hoàn toàn khác biệt, chỉ còn cách diệt phàm một lớp cửa sổ giấy. Diệp Huyên đứng dậy ra khỏi nhà Trúc, hắn nhìn hồ nước phía xa xa. Nhộng cần phải phá kén mới có thể thành bướm, người cũng cần phải lột xác mới có thể trở thành một bản thân khác. Diệt phàm. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt từ từ khép lại. Tĩnh khí ngưng thần. Lĩnh hội. Trong nhà Trúc, Tai Ách thoáng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Lúc này, Tiểu Ách ngồi xuống trước mặt Tai Ách, khẽ nói, đạo nhất sẽ giết hắn sao? Tai Ách lắc đầu, sẽ không. Tiểu Ách lại hỏi, nàng ta muốn làm cái gì? Tai Ách khẽ nói, ngươi cảm thấy nàng ta đáng sợ không? Tiểu Ách gật đầu. Tai Ách quay đầu nhìn Diệp Huyên đang ngồi im ở nơi xa, còn có người đáng sợ hơn nàng ta. Nếu cả nàng ta mà chủ nhân cũng không đối phó được, như vậy 5 năm sau, hắn sẽ rất thê thảm gấp 100 lần bây giờ. Tiểu Ách trầm giọng nói, người dị duy. Tai Ách nói, chỉ là một trong đó. Tiểu Ách đột nhiên nói, rốt cuộc hắn phải mạnh đến mức nào mới không thê thảm như vậy nữa. Tai Ách cúi đầu nhìn bàn cờ trước mặt, một lát sau, khẽ nói, ta không biết. Đạo nhất cũng không biết, điều duy nhất chúng ta biết là, bây giờ hắn rất yếu, vô cùng yếu. Tiểu Ách quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt toát vẻ đau lòng. Trực giác nói cho nàng ta, cho dù Diệp Huyên cố gắng như thế nào, kẻ địch của hắn vẫn sẽ mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn bây giờ đã là vô địch trong cùng cấp, nhưng kẻ địch của hắn là ai chứ? Là hư vô tộc, là pháp tắc vũ trụ. Đừng nói đến pháp tắc vũ trụ, cho dù hư vô tộc hắn cũng đánh không lại, mà cho dù đánh thắng được hư vô tộc, vẫn còn có pháp tắc vũ trụ. Nhưng mà, nàng ta biết, cho dù Diệp Huyên đạt đến siêu thần cảnh thì cũng đánh không lại pháp tắc vũ trụ, trước mặt pháp tắc vũ trụ, cao thủ siêu thần cảnh vẫn rất yếu ớt. Mà cho dù hắn đánh thắng được pháp tắc vũ trụ rồi. Nhưng vẫn còn người dị duy đang chờ hắn. Cho dù hắn cố gắng như thế nào, liều mạng như thế nào, kẻ địch vĩnh viễn mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Quá khổ rồi. Tiểu Ách khẽ nói, ta muốn giúp hắn. Tai Ách nhìn Tiểu Ách, một lát sau lại khẽ nói, ngươi sẽ chết. Sẽ chết. Không phải có thể sẽ chết. Tiểu Ách nhìn thẳng Tai Ách, ta không hối hận. Tai Ách im lặng một lát, lắc đầu, cô bé ngốc. Trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày Diệp Huyên ngoài đọc sách ra thì chính là tĩnh tâm lĩnh hội. Lại trôi qua một tháng. Ngày hôm nay, đạo nhất bỗng nhiên trở về. Đạo nhất đi đến bên cạnh Diệp Huyên đang lĩnh hội bên hồ, đi theo ta. Diệp Huyên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Diệp Huyên, đi nơi nào.
Đạo Nhất nói, đi cứu người. Diệp Huyên nhíu mày, cứu ai? Diệp Huyên nói, nhiệm tỷ của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên bỗng nhiên thay đổi dữ dội, hắn lập tức đứng bật dậy, tức giận nói, ngươi làm gì nàng? Diệp Huyên cười nói, ta giết nàng ta. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Đạo Nhất, Đạo Nhất cười nói, ngươi có thể làm gì ta cũng được. Diệp Huyên trầm giọng nói, đừng làm tổn thương nàng. Sắc mặt Đạo Nhất chợt trở nên lạnh giá, ta nói với ngươi một lần cuối cùng, mãi mãi đừng đi cầu xin kẻ địch nhân từ với ngươi. Về sau, ngươi cầu xin ta một lần, ta sẽ giết một người bên cạnh ngươi, giết đến khi tất cả mọi người bên cạnh ngươi chết hết mới thôi. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, tay phải siết chặt lại. Diệp Huyên cười nói, muốn đánh ta. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, chúng ta đi cứu nàng. Đạo Nhất chớp chớp mắt, là ngươi, không phải ta. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên đi theo. Tiểu Ách muốn đi theo, lại bị Tai Ách ngăn cản. Không chỉ Tiểu Ách bị ngăn cản, Tiểu Mộ trong âm thầm muốn đi theo cũng bị Tai Ách ngăn cản. Đạo Nhất dẫn Diệp Huyên đến một thế giới không biết tên, thế giới này tối tăm u ám, xung quanh gió lạnh thấu xương. Ở nơi xa có một ngọn núi lớn, Diệp Huyên nhìn thấy một cỗ quan tài dựng thẳng treo lơ lửng bên vách núi của ngọn núi lớn đó, mà trong quan tài thì có một cô gái đang nằm. Cô gái này không phải ai khác, mà chính là Mộ Niệm Niệm. Nhìn thấy Mộ Niệm Niệm, hai tay Diệp Huyên lập tức nắm chặt lại. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, Mộ Niệm Niệm, thiên đạo ngũ duy, một cô gái rất ưu tú. Vì ngươi, nàng ta từng chết một lần, bây giờ, nàng ta lại sắp chết, ngươi chỉ có nửa canh giờ, nếu như ngươi có thể đi tới đó trong vòng nửa canh giờ, ngươi có thể cứu nàng ta, nếu như không thể, nàng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Giống như bất tử đế tộc, thật sự chết đi, bởi vì thần hồn nàng ta đều sẽ tan biến, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Nhất, ngươi có thể nhằm vào ta. Đạo Nhất cười nói, không phải bây giờ ta đang nhằm vào ngươi sao? Diệp Huyên nhìn Diệp Huyên, ta chết, ngươi có thể bỏ qua cho tất cả mọi người không? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, ngươi đang cầu xin ta sao? Diệp Huyên đang định nói chuyện, Đạo Nhất chợt cười nói, ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Diệp Huyên liếc nhìn Đạo Nhất, quay người đi về phía ngọn núi lớn kia. Hắn trực tiếp khởi động thoa hoa thời khắc, trong nháy mắt đã đi đến trước quan tài kia, ngay khi hắn muốn sờ vào quan tài, một thanh đại đao đột nhiên từ trên trời chém xuống. Cao thủ siêu thần cảnh. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, giơ kiếm chặn lại. Inh! Diệp Huyên rơi từ trên không trung xuống, cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất. Ầm ầm, mặt đất xung quanh trực tiếp sụp đổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.